nha. Đứa nào mà ném trúng cái hồng tâm là sẽ trở thành người chiến thắng và đạt giải thưởng là một cây xúc xích. À, ok không? Vậy là cây xúc xích đó đã thuộc về mình rồi. Trời ơi, không phải là một cây xúc xích đâu. Nếu mà Bitman ném trúng ha, mình cho Bitman thêm 500k để nạp Wi-Fi luôn. Trời ơi, nhớ nha, nói nhớ giữ lời nha. Không có là tôi muốn chứng cúc bạn á. Được rồi, để coi Bitman thể hiện nè. Hí, hí, hí hoài. Hí. Trời ơi, ghê trời, 500k nè. Ôi, trời, kiếm tiền dễ vậy hả? Tôi cũng muốn kiếm tiền nữa. Để tôi phóng cho bạn coi nha. Hí, để giúp Bi ra tay. 1 cộng 1 nhân 1 nhân 1 là 3, 7, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 3, 4, 4, 6, 2, 3. Hai, cha. Ủa, nó đâu mất tiêu rồi ta? Trời, cái gì vậy? Rồi, đứa nào bỏ gì vậy? Vô 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 vậy? Trời, đứa nào đứa nào? Bobby Playtime phần 2 đã chính thức ra mắt, hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người chơi cũng như là cảm giác chơi mới lạ, map sẽ rộng hơn. Ủa, ra phần 2 rồi mà mấy đứa kia nó không nói gì với mình hết trơn vậy ta? Trời ơi, tưởng đâu hổng gài chưa ra, bây giờ ra rồi mà không thấy đứa nào nói hết trơn. Thầy ơi, mau lên xe, chúng ta đi khám phá phần 2 của Bobby Playtime thôi thầy ơi. Ê, cái gì vậy? Trời đất ơi, sao trời sáng không đi mà đi vào trời tối vậy? Thấy ghê muốn chết rồi, ai dám đi hả mấy đứa? Để sáng ngày mai hả đi? Thôi thầy đi luôn bây giờ cho nó nóng thầy ơi, đi thầy. Để sáng không chịu đi, tự nhiên đi vào 3 giờ. Bobby Playtime phần 2. Trời ơi, chúng ta đang ở thế giới nào vậy mấy đứa? Sao nhìn nó đỏ tươi giống như phim ma quá vậy? Thì chúng ta đang ở căn phòng cuối cùng của phần 1 á thầy. Cái phòng cửa Bobby á, mình mở cánh cửa này ra, cái là kết thúc phần 1 á. Bây giờ chúng ta đang ở cái căn phòng đó. Sao không cho mình vô thẳng cái phần 2 luôn đi? Trời, tự nhiên giờ đưa mình vô căn phòng này đâu có thấy đường đâu mà đi tiếp. Vậy là thầy không biết gì hết trơn rồi. Người ta làm game, người ta làm phần 1, phần 2 là phải có sự liên kết với nhau, thầy hiểu không? Đó, bây giờ thầy đi kiếm manh mối đi để mở cánh cửa đi qua phần 2. Trời đất ơi, tối thui nè, có thấy đường đâu đi. Mấy đứa có thấy đường không? Chỉ cho thầy đi với coi, thầy không thấy đường. Thầy đường xa mắt mờ rồi, thầy già cả rồi mà bắt thầy đi kiếm đường nữa chứ. Đi kiếm đường cho thầy đi. Tụi em cũng giống như thầy vậy thôi. Mới nghe nó ra là tụi em kêu thầy chơi liền rồi. Tụi em cũng đâu có coi review đâu, nên đâu có biết đường nào đi. Bây giờ thầy kiếm manh mối đi, có cái cửa nào thầy mở ra hết cho em. Cánh cửa hả? Để thầy kiếm cánh cửa đây nè. Ơi, mở ra được rồi nè. Vậy là bước qua cánh cửa này là chúng ta sẽ bước qua phần 2 đúng không? Ui, đã quá mấy đứa ơi, bước qua phần 2 rồi. Vậy là Hugi đứng đây nó đợi chúng ta đó. Ảo thật đấy. Thầy mà không đóng cái cửa sau này lại ha, mấy cái con ma ở phần 1 á nó chạy qua phần 2 á thầy. Thầy phải đóng cửa lại đi. Nè, đây là con nhân vật khủng long, nó chuẩn bị xuất hiện ở phần 3 nè. Em đoán vậy chứ em cũng biết nữa. Trời ơi, vậy cũng đoán nữa. Nhưng mà cái ở phần này á, chúng ta đối đầu với cái con gì? Teo la mummy vậy hả mấy đứa? Cái con màu hồng hồng đúng không? Dạ đúng rồi thầy, chính xác rồi thầy. Chúng ta sẽ đối đầu với con Teo la mummy. Cái con đó nó giống như là kẹo xương gum vậy thầy. Nó dài thòn ra luôn. Nó giống gì One Big Man gì á thầy. Không phải, giống gì Luffy á thầy. Vậy là nó chỉ dài tay ra thôi đúng không? Nó không có nhai đầu mình như con Hugi đúng không? Vậy là đơn giản rồi, không có gì hấp dẫn của lộn, không có gì mà đáng sợ hết trơn á. À, căn phòng thì thấy có nhiều đường đi rồi, thầy không biết đi đường nào luôn nè. Ủa, ôi đường này đóng cửa rồi. Trời đất ơi, trong này thảm sát nhiều hơn phần 1 nữa nè. Quá trời luôn, mấy con búp bê mà có máu nữa. Con Teo la mummy đó nó ghê hơn Hugi á thầy ơi. Nó là kẻ điều khiển cái ở trong này á. Nên ở trời cái gì vậy? Nên nó điều khiển được mọi thứ á thầy. Nó bắt thầy chơi hết trò này tới trò kia mà thầy không vượt qua được thử thách á thì coi như thầy bay màu, chứ nó không có gượt thầy giống như Hugi đâu. Trời, nghe nói mà giống như là chơi trò chơi con mực quá vậy. Chơi vượt qua thử thách rồi mới chiến thắng được 10 triệu đô đúng không? Dạ đúng rồi. Cái phần 2 này là nó hấp dẫn hơn, nó kinh hoàng hơn nữa thầy. Đó, thầy phải vận dụng thật là nhiều kỹ năng của mình luôn. Chẳng hạn như là kỹ năng đu dây nè, kỹ năng sửa điện nè, sửa ống nước mà, và cô chủ may mắn có lộn và công việc may mắn á thầy mới vượt qua được thử thách. Đó, thầy phải áp dụng rất là nhiều tính chất vật lý. À,
hả? Từ chừng nha thầy, chừng năm chừng hỷ lôi vô đó nha thầy. Trời, tưởng vậy chứ mấy cái đó là thầy sửa 2000 năm nay rất quen rồi, sửa nước sửa điện đâu là nghề của thầy mà. Rồi, ok luôn. Ờ, khủng long này thấy từ phần 1 qua tới phần 2 rồi đó mấy đứa, mà không biết lần này nó có xuất hiện không nha. Rồi, bây giờ áp dụng tính chất trực lý để leo lên đây đúng không? Chúng ta sẽ nhảy lên lấy cái cầu thang đó, lấy cái cầu thang để chúng ta leo lên. Ok, thấy không? Thấy thầy thấy không? Trời, quá đơn giản luôn. Trời ơi, tưởng gì. Mà công nhận phần 2 này nó làm cũng nhanh thiệt đó thầy. Chắc là tại vì nó thấy phần 1 quá thành công rồi nên phần 2 nó làm nhanh đó thầy. Đó, chắc vừa làm vừa uống xì tin gì nè, đổ vô lắm chân trời nè. Chơi hù mình nữa. Đó ông thầy, chơi mà chơi hù người chơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên cái phòng tiếp theo. Đó, xi măng nè, xi tin nhầm lum chân. Chơi mà không dọn dẹp. Trời, nãy thầy bước vô thầy tưởng đâu con Hugi đứng để chờ mình chứ. Ai ngờ là cái biển quảng cáo thôi à. Rồi, kéo mấy cái thùng này ha. Kéo mấy cái thùng này đi đâu giờ? Bấm vô lúc này. Gì vậy? Gì vậy? Ôi, nói gì vậy? Giỡn mô xì đã, vũ trò. Không biết nói gì luôn trời ơi. Nhưng mà đóng cửa rồi, đâu cần đi đâu. Ờ, nói quá trời luôn. Rồi tự nhiên chạy xuống đây là đường cục rồi, đi đâu nữa. Để kéo mấy cái thùng này ra coi cánh cửa này nó có giúp gì được cho chúng ta không nha. Ê, ra. Ôi, đường này mấy đứa. Để thầy coi cánh cửa này mở đi đâu nữa vậy. Đi, vậy chúng ta sửa ổ điện đúng không? Sửa ổ điện mà không thấy sợi điện đâu chứ vậy. Ủa qua phần này không thấy sợi điện đâu chứ vậy. Trời ơi cái đầu búp bê nữa kìa. Ê, chìa khóa. Rồi thầy biết rồi, chìa khóa này sẽ mở cái cửa ở bên kia. Bây giờ tất cả các cánh cửa ở phía sau nó đều là manh mối cho mình đó thầy. Nó không khóa mấy miếng gỗ này lại là có nghĩa là chúng ta có thể đi được. Đó nên thấy cửa nào thầy cứ mở cho em. Mở ra cái thấy tèo la mơ mi đang nằm đợi cái xó game luôn đúng không? Trời ơi thầy quá quen rồi. Mở mấy cánh cửa ra là lúc nào cũng hồi hộp tim đập thui thui. Rồi. Ủa cái này là phải có cái cây gì để mở nó đúng không? Chắc không phải đường này vậy mấy đứa ơi, chìa khóa là mở cái cửa đỏ rồi. Chắc chắn là chìa khóa để mở cánh cửa này rồi. Mở cửa ra, đúng như vậy, tên là mummy đâu, nhảy ra đi. Nhảy ra, sao không có ai chứ vậy? Không có ai thì ta sẽ vào. Không có ai đúng không? Ta vào trong đi. Ô, ôi, căn phòng này, đây là một căn phòng dành cho giám đốc. Đây, giám đốc tập đoàn công ty Latham Company. Đó, quá trời luôn, trang trí đồ đẹp quá nè. Để thầy đụng vô thử. Đó, được nè, yeah. Yeah, yeah, à. Lấy rồi, đây, đây, rồi, được rồi. Ủa, ơi, kẹt cái tay thầy ơi. Kẹt cái tay rồi, mấy đứa ơi, chết rồi. Rồi, xong rồi thầy ơi, thầy đã bị dính bẫy rồi thầy ơi. Lần này là thầy phải tạm biệt cái tay của thầy rồi. Xong rồi, ai biểu tao thầy cái gì thầy cũng đụng vô hết trơn á. Giờ dính luôn cái tay rồi. S.O.S. Trời ơi, S.O.S. Tài cứu tôi được không? Đứa nào biết cứu, giải cứu cái tài của thầy coi, bình luận cho thầy biết coi. Trời ơi, giải cứu cái tài cho thầy đi. Chứ mới vô đây dính cái tài rồi đi đâu được nữa. Trời ơi, cái gì đây? Thư gì? Chia tài gì? Trời, gì vậy? Thầy sẽ kéo cái tài này ra dài cho nó xuất ra luôn mấy đứa ơi. Chơi gì mà kéo tay người chơi lại rồi sao người chơi được, đúng không? Lỗi này là phải đền cho thầy 100 triệu đô nha. Đó, lỗi kéo tay người chơi khi không được cho phép. Đó, kêu người ta họ tay vô đó đã, giờ kéo cái tay người ta lại, không buông ra luôn. Trời ơi, chơi gì mà chơi được á. Để hãy kéo ra mới được. Rồi, kẹp vô cửa ha, kéo ha. Kéo hết dây là chắc nó được á mấy đứa. Rồi. Rồi. Hết dây. Rồi, hết dây. Ôi, đi được nữa luôn kìa. Quá dữ luôn. Lỗi luôn rồi. Trời ơi. Mới vô game mà. Thầy mới reset cái game lại mấy đứa ơi. Bây giờ thầy sẽ không bốc vô mấy đứa cái tùm bậy tùm bạ đâu. Nè, cái này là bấm này để lấy thôi. Chứ đừng có thọt cái tay vô nha. Thọt tay vô dính cái tay nữa. Rồi, đóng cửa lại cái gì tính. Ở phía bên này có một cánh cửa bí mật. Nó, ôi trời, gớt cái cửa ra ngoài luôn rồi. À, mình không có cố ý nha. Thầy không có cố ý nha mấy đứa. Trời đất ơi, tại nó yếu thôi, chứ không phải tại thầy đâu. Thầy đi 3 lần nữa chắc sập luôn công ty của người ta luôn á thầy ơi. Thôi, tới đường gì thầy ơi, nhảy ra từ từ thôi thầy ơi. Cái này không phải là chỗ quen của mình đâu, mình nhảy ra từ từ thôi. Nhảy ra nhanh quá coi chừng á. Ê, cái gì đây? Cái gì đây? Hả? Ơi. Ê, gì vậy? Ê, làm hết hồn hết vía con bà khía vậy Bobby. Gì vậy? Nói đi. Hãy nói đi. Nói tiếng Việt đi. I don't know English.
Vietnamese ok? Vietnamese. Trời đất ơi, em nói tiếng Việt nó đâu có hiểu đâu. Giờ nó đứng nó luôn rồi kìa. Bây giờ làm gì vậy? Nó kêu em làm gì á? Bây giờ, đây, việc kết nối nguồn điện hả? Nguồn điện ở đâu? À, nguồn điện trên này. Rồi, mấy cái này là thầy quá quen thuộc rồi. Này, rồi, ok luôn. Rồi, kết nối nguồn điện đúng không? Rồi, ok. Rồi đó. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Thank you. I'd like to pay you back. Ai đi đâu vậy? Ai đi đâu vậy? Coi chừng tên là Mommy nó bắt cóc á. Rồi, đi bỏ mình luôn rồi. Bây giờ sao? Giờ mình đi đường nào? Ôi tự nhiên kết nối nguồn điện xong đi bỏ anh ta vậy? Ê, nó qua bên này rồi. À, nó kêu mình leo lên trên này nè mấy đứa. Rồi, ok, bây giờ leo lên trên này đúng không? Leo lên trên này thì chúng ta sẽ áp dụng công thức vật lý là lấy mấy cái thùng này chất lên để leo lên trên. À, quá đơn giản luôn. Để em thầy ơi, trời cái gì nặng nhọc thì cứ để em. Hả? Cái thùng này nặng đúng không? Để em lấy cái tay của thầy em làm cho lẹ. Rồi, bây giờ chúng ta lôi cái thùng nhỏ lên. Thì cái thùng nhỏ sẽ giúp chúng ta leo dễ hơn. Hey! Ủa xong được ta? Trời ơi, Zombie không có biết gì hết trơn á. Bây giờ chúng ta nè, nó chỉ à, đó, cầm lên trên này rồi đu lên. 1 2 3. Đó, hiểu không? Dạ. Đó, giống như đặt găng vậy đó. Rồi. Chứ ai lại đi ship mấy cái thùng. Đó, để anh nha, để anh hiện nha. Rồi, té luôn. Rồi, lên. Đó, lên được rồi đó, mọi người thấy chưa? Rồi, từ nay hãy gọi ma xương trắng là ma xương trắng tặc răng nha mấy đứa. Ủa mà leo ra đây làm chi vậy ta? Tự nhiên leo ra đây làm gì? Ôi kìa. Ui, đi nhanh vậy. Đi nhanh vậy, Bobby. Ê, cho tôi đi với cây, trời ơi. Rồi, nó kêu mình đi đâu nữa, kệ mấy đứa ơi, đi theo nó, lẹ lên. Đi theo nó, đi đường kia kìa, chứ không phải đi đường này đâu. 15 minutes later. Nó kêu chúng ta là đi ra ngoài cửa, ngoài này nè, mấy đứa đi vô trong kia, chứ nãy giờ có được đâu. Đó, thấy không? Rồi, để thầy đi ra ngoài này. Ủa? À đây, đặt bàn tay lên. Đúng là cái này khó thiệt đó thầy. Sớm giờ dẫn chúng ta đi vòng để chỉ mở được cái cửa này thôi đó hả? Rồi, bây giờ, ôi, cái gì vậy? Ủa, chỗ này nó sâu quá vậy? Cái này là khi em qua tung lúng và bóng đêm ghi bằng chân. Để em nha thầy, để em thử. Em thử kìa, 1, 2, 3. Đúng là con trai của ta. Không có ai mà chơi cái trò kỳ lạ như em hết trơn á. Người ta làm ra thử thách để cho em nhảy xuống gì đó rồi bay màu luôn hay gì. Người ta làm cho cái dây đu đó rồi đu như tặc găng đi. Không biết cái gì chơi mà cũng dành nữa. Để thầy hãy cái con robot này xuống test trước cho mấy đứa coi nha. Để coi nó sâu bao nhiêu nha. Rồi qua đây robot này. Bay xuống em ơi. Bay xuống đi. À, mấy đứa thấy chưa? Rồi, động sâu không đáy luôn. Rồi, để thầy đu qua mới được. 1, 2, 3. Đu hai tay ha, một tay thôi, một tay. Yeah. Rồi, thì nói chung là lần đầu thì ai cũng thất bại thôi. Để thầy làm lại nha mấy đứa. Ê, chưa, đó, thấy chưa, quá ngọt luôn. Rồi, bây giờ làm lại một cái nữa nè. Mấy đứa tin thầy nè, nè. Ghê chưa. Rồi, cái này quá đơn giản luôn rồi. Cái gì bây giờ là bình thường nữa với thầy rồi. Ui, hey, trời đất ơi, chút nữa. Trời mô Phật à, thôi đi tiếp mấy đứa ơi. Trời đất ơi, trong này bất cứ chỗ nào cũng nguy hiểm hết trơn á thầy ơi. Nên thầy đi đứng cẩn thận nha. Rồi, để thầy dò tìm mấy cái cửa này kiếm ra manh mối coi. Trời ơi, ủa, ừ, cái này đi đường nào? Dạ, có cửa bự đi cửa bự, có cửa sổ đi cửa sổ. Chẳng hạn như là cái lỗ ống thông gió này cũng đi được. Ôi, kệ Bobby kìa thầy. Cẩn thận, phía trước có thể là một cái bẫy với mấy đứa ơi. Cầm con mèo này theo, có gì chọi Bobby rồi mình chạy luôn. Đó, tự nhiên ở phía trước có cái lỗ bự quá. Trời ơi, sao Bobby nó đứng đó làm cái gì vậy? Để thầy lại đặng coi ơi. Vậy Bobby, có chuyện gì xảy ra vậy? Ơi, cái gì vậy? Ơi, rồi, trời ơi, Bobby nó bị bắt cóc rồi mấy đứa ơi. Bobby đã bị Mommy lông lét thì bắt cóc rồi thầy ơi. Trời ơi, ghê quá vậy. Cái thầy coi chừng á, nó bắt thầy luôn á. Cái gì? Em nói cái con đó tên gì? Dạ, Mommy lông lét. Cái gì Mommy lông nách vậy? Trời, hôm qua em mới nói về tên là Mommy. Giờ em đổi tên thành Mommy lông lét rồi hả? Dạ là hôm qua em nói sai á thầy. Không có con nào mà tên là tên là Mommy trơn á. Chỉ có Mommy lông lét thôi thầy. Đó là cái con màu hồng đó. Trời ơi, vậy hôm qua cũng tài lanh quảng cáo nữa.
làm thầy tướng đâu, nó tên là Tiêu Lam Mummy. Ngộ thiệt luôn á. Rồi giờ là Mummy lông lét đúng không? Rồi bây thầy sẽ cho nó cái cục này để cho nó lông não luôn. Rồi nó dám bắt cóc Bobby của thầy. Đúng rồi thầy, nên chọi cái cục đó xuống dưới. Nếu mà cái con Mummy lông lét nó đang ở dưới đó là kết thúc game luôn. Nó chết queo là kết thúc game luôn. Vậy chúng ta sẽ chiến thắng. À quá dữ. Hay quá thầy ơi. Mày không hớt được tao con trai Toby không tình em. Trời ơi, thầy chọi xuống dưới đó nó kêu thầy không thoát được đâu con trai gì thầy, giờ tính sao thầy? Biết sao được, bây giờ kiếm đường đi đi, không thấy cái cửa nào mở hết trơn, người đi làm sao? Trời đất ơi, cửa nào cũng đóng hết trơn vậy? Chơi game gì đâu mà đưa người chơi vào đường cục không vậy? Thầy có nghe chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất không? Đó, bây giờ thầy kiếm cái chỗ nào nguy hiểm á thầy đi. Đây nè, chỗ này nguy hiểm nè, chỗ này thấy có cái lỗ nè, thấy nhìn thấy là biết nguy hiểm rồi. Nhưng mà sao đi không được đâu, mở ra được đâu đi. À trên này cũng có một cái lỗ nữa nè mấy đứa. Tưởng gì, tưởng giấu được thầy chứ gì. Wow, công nhận là thầy hay thiệt cái thầy. Cái lỗ gì mà thầy cũng phát hiện được nữa. Trời lên thầy ơi. Trời đất ơi, cái lỗ này chuột nó chui vô chứ làm sao một người mà chui vô đó được thầy. Ủa rồi giờ tôi phải làm sao đây? Mấy đứa bình luận cho thầy biết coi giờ đi đường nào mấy đứa. Chứ không lẽ giờ nhảy xuống cái lỗ đó hả? Đúng. Bây giờ thầy nhảy xuống cái lỗ này thiệt nha. Mấy đứa có muốn nói gì với thầy nữa không? Nói lời cuối đi. Tạm biệt mấy đứa, thầy đi đây. Trời đất ơi, chứ cái gì vậy? Đứa chết rồi, chuẩn bị bay màu rồi mấy đứa ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà tôi đuổi tôi thùi không thấy cái gì vậy? Trời ơi, tôi sắp chết rồi sao? Trời ơi, tôi sắp đứt con chuột rồi. Ủa, cái gì vậy? Gì vậy? Cắt cổng thời gian hả? Ủa, trời ơi, tưởng đâu bay màu luôn rồi chứ. Lần này là thầy thấy cái game nó thú vị rồi nha mấy đứa. Đi cầu thang thì chúng ta sẽ đi thẳng lên thiên đàng, còn đi cái cầu trượt này là đi xuống 18 tầng địa ngục luôn á thầy. Mà công nhận cái công ty này nó rộng thiệt luôn á, sớm giờ chúng ta đi vòng mà không gặp được ai luôn, quá trời cánh cửa luôn. Một khi mà lạc vô công ty này thì chỉ có bay màu thôi, trong này không có gì ăn mà gặp quái vật nữa. Có gì nữa đây, phòng điện nè mấy đứa. Đứa nào giỏi điện ra làm đi. Em thầy ơi, em giỏi điện, nhưng mà em chỉ giỏi bấm điện thoại thôi, chứ cái điện này thì em không biết. Trời ơi, vậy cũng nói nữa làm mất thời ít. Gì vậy? Ôi, ôi thầy ơi, con cái nó cản lại rồi, nó không cho mình lấy điện rồi thế. Ủa chơi mà chỉ cản lại. Em tưởng đâu nó dễ như là phần 1 chứ ai ngờ đâu nó cản lại rồi thầy. Đó, nó dính vô nguồn điện cái là nó cản lại liền. Trời, sao lấy điện được đây? Ê, nói không? Trời, nó dám cản đường của My Gaming, nó lộn. Nó cản đường của thầy đúng không? Bây giờ thầy sẽ suy nghĩ cách nào để thầy lấy điện. Thầy leo lên bên này được không ta? Ủa sao không leo được? Không leo được thì ta đi đường vòng qua bên này. Đó, đường vòng qua. Rồi, ok luôn. Đó, làm sao mà có thể cản bước được thầy? Đó. Ê. Ủa cái gì mà lâu lắm vậy đấy nhé. Trời ơi, bên này còn một cái nữa mấy đứa ơi. Này chơi game kinh dị hay là chơi game giải đố vậy? Sao mà khó khăn với người ta quá vậy? Rồi, bây giờ là kẹt ở kia một cái, rồi kẹt ở đây một cái nữa. Rồi, bó tay chấm cơm luôn. Vậy là chúng ta né ở bên này. Rồi, để quấn vô cây cột này. Đó, à, thấy không? Chúng ta đã cản bước được một cái rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quấn vô trong này. Đó, ok luôn không? Ok chưa, ok chưa? Rồi, bây giờ sẽ quấn vô. Đi sao mà cho nó đừng cắt ra ngang. Rồi, giờ sao? Giờ có leo lên được không? Khó vậy? Trời, chuyện gì khó, cứ để ma xương đen đem làm cho thầy ơi. Cái này thầy nhìn thấy không? Đó, bên này với bên kia nó đều có miếng cản đúng không? Đó, thì suy ra thì chúng ta phải áp dụng theo công thức. Seven hours later. Thôi, thầy tự làm luôn đi thầy ơi. Nãy giờ là em thấy bó tay rồi đó. Vậy mà cũng tài lanh, tưởng đâu giỏi lắm. Tránh ra đi, để tôi làm hết cho. Chuyện gì khó cũng tới tay tôi hết trơn á. Rồi, bây giờ kéo qua bên này nữa là được. Ừ, nếu mà bước qua không được thì mình nhảy qua. Đâu có gì đâu mà phải suy nghĩ cho nó khó đúng không? 15 minutes later. Vận dụng hết tất cả các kỹ năng nhảy xa, nhảy cao, nhảy dây thun của thầy hồi đó giờ luôn nào. Ê, hơi chà. À, được rồi mấy đứa ơi, thấy chưa? Thầy làm một phát một là được luôn kìa. Hay quá thầy ơi, cuối cùng thì 77495 thầy cũng qua được cái màn này rồi. Mà hồi còn 80 màn giống vậy nữa thầy. Rồi, bàn tay màu đỏ ở phía trước luôn nha. Rồi, ok, thầy tới đây. Không có cái gì mà khó đó với thầy hơn á, tại vì ơi. Ủa gì vậy? Ôi, ai nắm tay thầy rồi mấy đứa ơi. Ôi, trời ơi, Mummy lông lét nó xuống rồi kìa. Ôi, à, lần này là thấy mày rồi nha. Ê, trả Mummy lại đây, trả Mummy lại đây. Trời ơi,
Ơi, lấy luôn cái bàn tay màu đỏ của mình. Ơi, không có giỡn nha, không có lại đây nha, không có nói chuyện nha. Trả Bobby lại đây, trả cánh tay màu đỏ lại cho ta luôn. Ý, trời ơi, nó làm gì ghê quá vậy? Nó giống như là mấy con nhện nhện đó mấy đứa. The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train now. Mommy loves that idea, Poppy. Ooh, you're going to have so much fun. Head to musical venue, and Mommy will get things started. Obey the rules. Trời, Mommy lâu lắm trả lại cái bàn tay màu đỏ. Đừng có bắt cóc Bobby nữa mà. Ê, lấy cái đầu xin cha nha, tao muốn chơi với người nha. Trả cái bàn tay đây, trả Bobby đây. Ê, đứng lại, ơi, đứng lại. Rồi, chạy mất tiêu rồi thầy ơi. Rồi, bây giờ là chơi thần điêu đại hiệp luôn. Một tay cân tất cả luôn. Chứ giờ còn có cái tay làm được gì nữa. Ui, con gì đây? Ui, ui con sâu hay là con chó vậy? Rồi, đây là con quái vật độc biến của công ty mà chưa được công bố nè thầy. Con quái vật... đầu chó. Không phải, con này không biết con gì nữa. Sâu đầu chó này, ghê thiệt. Ai dám mua con này chơi, hèn chi công ty này phá sản là phải rồi. Ra mấy con gì nhìn thấy ghê không à. Ai dám mua? Hình như là tất cả mấy con trong này đều là đệ tử của con Mommy Long Nách đó mấy đứa. Thấy không, nó quấn mấy con này hết trơn luôn kìa. Ôi, gì đây vậy? Chúng ta đã tới khu trò chơi rồi thầy ơi. Không biết là chúng ta chơi trò chơi khi là chúng ta trở thành trò chơi của người ta nữa thầy. Vô trong này thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị điều khiển bởi một cái thế lực nào đó rồi mấy đứa ơi. Nhưng mà nhất định là phải vượt qua để có thể thoát ra khỏi chỗ này. Trời ơi, đồ chơi mà nó leo lên tới nóc nhà luôn là mấy đứa biết nó giữ cỡ nào rồi ha. Phía trước có tàu lửa kìa, bên này có trò chơi gì của Hugi nè, bên này trò chơi music gì nè. Đó, đứa nào vô chơi gì thì chơi nha, chơi thoải mái nha. Chơi hồi bay màu thì không có biết đâu á. Người ta chơi trò chơi để giải trí, để vui vẻ. Còn chúng ta vô đây chơi trò chơi để cân não, nó để nhức đầu thêm. Quá trời, cái công ty này nó làm mình thấy ghê quá thầy ơi. Rồi, nó chào mừng chúng ta tới với trò chơi gì rồi đó mấy đứa ơi. Đó, không biết là trò gì sẽ đợi chúng ta nha. Hình như là cái nào có đèn thì mình mới bật được á. Rồi, cái này đèn xanh rồi đó. Nhưng mà không biết trò gì đây. Cái gì trên đó chớp chớp vậy? Chắc là chơi tàu lửa rồi. Ủa, bàn tay màu xanh này là sao? Hình như là cái bàn tay màu xanh này là mình sẽ thay thế cho cái bàn tay màu đỏ đã bị mất đó thầy. Để chúng ta tiếp tục thực hiện các thử thách tiếp theo của cái game này á. Nhưng mà quan trọng bây giờ chúng ta tìm cái cánh tay màu xanh ở đâu nè. Giờ có một tay đi tìm gì giờ? Chắc là mình đi từ từ rồi nó sẽ gợi ý cho mình kiếm cái bàn tay màu xanh thôi thầy. Giờ đi thôi thầy ơi, đi thực hiện thử thách thôi. Ở dưới kia nó sáng đèn rồi kìa. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vượt qua thử thách thôi mấy đứa ơi. Rồi, đi tới cái đường hầm đầu tiên này. Chúng ta sẽ chơi cái trò gì đây? Để thầy coi coi, để coi Google dịch coi. Gì? Trí nhớ âm nhạc hả? Chơi trí nhớ âm nhạc là sao? Kiểu như là nó hát một bài gì đó tiếng Anh rồi chúng ta hát lại hả? Chắc không phải đâu thầy ơi. Mình là người Việt, mình chơi là nó phải hát tiếng Việt cho mình. Hát là như là đàm tiếu qua lo linh tinh. Không thể nào mà cản bước được hego gai nữa. Rồi thầy hát lại. Thầy mà hát một cái chứ nó xó game luôn á. Thử thách 6 ngày 6 đêm hát nhạc ma gaming. Dù cho thầy có đấm vào mồm, các bạn khuyên đừng hát nữa, chịu hết nổi rồi, mình vẫn không ngừng lại. Thử thách 6 ngày 6 đêm, let's go. Hình như là cái công ty này đã bị xâm chiếm bởi một con chuột khổng lồ á mấy đứa. Nó đào mấy cái lỗ siêu to luôn nè. Bây giờ nó bắt mình chui xuống cái lỗ của nó. Trời ơi, ghê thiệt luôn á. Chắc là tao la Long Nách đó làm rồi chứ không ai chơi á. Không ai mà đào cái lỗ mà bự vậy chơi á. Thầy thấy sợ quá mấy đứa ơi, chui xuống cái lỗ này nhìn ghê quá à. Bây giờ là nhất định là phải chui xuống lỗ này hả? Nè, trời mấy đứa thấy chưa? Giống như là mình bước qua một thế giới khác vậy. Nó thế giới ngầm của Teo La Long Nách. Ô lộn, của Mommy Long Nách. Đó, bây giờ phải kéo cái ghế này theo, có diện hồi mình còn leo lên được. Ơi mà không cần đâu thầy ơi, hình như là mình ra rồi nè thầy. Ơi, ra cái chỗ gì nè thầy, có bốn cái nút bấm luôn. Hình có hình bàn tay nữa nè, thầy chọn đi. Thầy chọn bàn tay là thầy sẽ được bàn tay. Còn thầy chọn vô cái này là thầy sẽ được siêu thoát. Rồi, để bây giờ thầy bấm chọn nha. Ủa bấm chọn có được đâu, phải bật cái này lên nè. Cái này là cái công tắc gì nè. Ok, rồi bật lên. Ơi, bật điện lên nè mấy đứa ơi, tưởng gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm cái nút này. Đó, nút này gì đây? Ôi, nó chảy cái gì xuống kìa. Ôi,
có cuộn băng nữa nè. Rồi bây giờ làm gì nữa, mấy đứa nó chảy cái này xuống rồi làm gì nữa vợ? Cái này là bong bóng hả hay là nước hay là cái gì? Ui, cái gì giống keo vậy? Hình như đây là quá trình để tạo ra bàn tay màu xanh đó thầy. Rồi bây giờ thầy bấm nút đó. Ê, nó chảy ra ngoài rồi thầy ơi. Lấy tay hứng đi thầy, cho cục cái tay còn lại luôn. Trời ơi, chưa thấy ai xuống bậy như em luôn á. Trời ơi, bấm lại. Sao kỳ vậy ta? Sao nó bị chảy ra rồi nó đâu có, nó vô cái đường ống được đâu. Ủa giờ làm gì vợ? Giờ hành thợ sửa ống nước nữa hả? Để ma xương đen thầy ơi, để ma xương đen nghiên cứu thầy ơi. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái ống nào đó để thay thế đó, để cho nó chạy nè, thấy không thầy? Thấy cái ống này không? Bây giờ chúng ta phải kiếm cái gì đó để thay. Xong rồi thầy ơi, em sửa trong vòng một nách nha. Trời ơi, ma xương đen ăn hên thôi mấy đứa ơi, nó lại nó cầm vô đại ấy, chứ nó có biết gì đâu. Rồi đường ống nó đi rồi kìa. Rồi bây giờ tới cái gì vậy? Ui. À, chỗ này nó làm mấy cái bàn tay nè. Hồi là chúng ta sẽ lấy 99 cái bàn tay luôn. Đó, bốc nguyên cái công ty này luôn. Thầy nhớ cái đường để đi vô cái chỗ này nha thầy. Lỡ hồi bị con mummy lông nách đó, nó ăn cắp cái tay của thầy nữa thì thầy vô đây thì lấy thoải mái luôn. Đó, rồi, quá trời luôn kìa. Bây giờ tới bước thứ ba. Đó, bước sơn. Sơn bàn tay để tăng đam dẫn điện nha. Đó, rồi. Ủa sao nó bị gì vậy ta? Hình như là nó hết sơn rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta phải đi kiếm sơn nữa. Trời, tối ngày thầy khịa em hoài vậy thầy. Em chơi Free Fire có gì thầy khịa em hoài vậy? Thầy chơi tới Bobby Lifetime mà thầy vẫn khịa em là sao? Đó, bây giờ em sẽ kiếm sơn để em tăng đam cho thầy nha. Để thầy buồn. Rồi, trên này có gì đâu? Ê, phía trước kìa thầy ơi, phía trước cái gì ơi? Phía trước có cái gì nó đang lăn lại tới chỗ mình kìa thầy ơi. Hình như là sơn. Rồi đúng rồi, hình như là sơn rồi mấy đứa ơi. Rồi bây giờ cầm cái hũ sơn. Ôi, đổ rồi. Rồi còn có miếng nữa, đừng có làm cho nó đổ hết là nhịn luôn á nha. Đi xuống đàng hoàng đi. Trời ơi, một tay mà cũng còn giang hồ quá, một tay mà còn bay nhảy dữ à. Dạ, tuy tàn nhưng không phế à thầy. Đó, bây giờ màu xanh thì gắn với màu xanh. Rồi cái này gắn vô đâu? Gắn vô cái bình này hả? Ủa đâu được đâu, rồi đổ nữa rồi nè. Chắc hồi không còn gì luôn á thầy ơi. Hình như là cái này không phải gắn ở dưới này mấy đứa ơi. Cái bình sơn nó ở trên kia chứ không phải là nó ở dưới này. Đó, đổ vô thì cũng không có được. Thấy không, nó đâu nhận đâu. Sai rồi, bấm chữ E nó đâu nhận đâu. Rồi gớt cái bình sơn đâu tới thui luôn, không thấy đường lụm luôn rồi nè. Đây nè, bây giờ mình chắc đem lên chỗ rồi. Đem lên cái chỗ băng truyền hồi nãy rồi. Thì ra là trốn ở trên này. Hồi nãy đứng đây là được rồi. Thì chạy xuống dưới kia. Đó, nói chơi cái game này phải tư duy giống như là Conan như thầy mới giải được mấy cái thách đố của cái game á thầy. Trời ơi. Đó, tư duy lên. Rồi, sơn rồi kìa, sơn tăng đam rồi đó. Bạn nào muốn lấy cái tay này thì nhớ để lại bình luận nha. Thầy sẽ ship tận nhà luôn. Đó. Cái gì? Xem chùa mà cũng có quà tặng nữa hả? Đâu được đâu, nhớ nhấn like nữa. Rồi, bây giờ tới bước thứ ba. Lộn, bước thứ tư là bước cuối cùng. Đó, để đưa cánh tay ra. Từ nay ta không còn tay không bắt cọp nữa. Ta đã có cánh tay màu xanh rồi đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cánh tay màu xanh nha. Rồi, hết đúng không? Hết các bước rồi đúng không? Lắm. Rồi, chúng ta đã có cánh tay màu xanh rồi mấy đứa ơi. Ăn mừng rồi mấy đứa ơi. Đó, quá dữ luôn. Té thử. Rồi, ui, cánh tay màu xanh này làm gì vậy? Ui, lấy điện nè. Thôi, viếp vậy. Ok luôn. Vậy là từ nay chúng ta sẽ có một cái kỹ năng mới, đó là lấy điện. Đó, trời ơi, lấy điện để mở cửa nè mấy đứa. Rồi, ủa, sao nó mau tắt quá vậy? Hình như là bàn tay này chỉ dẫn điện trong vòng có 10 giây à thầy ơi. Thầy phải làm tốc độ cao lên, để không thôi là nó sẽ bị tắt á thầy. Rồi, để thầy làm tốc độ cao lên nha. Đó, qua được rồi. Ủa, rồi hồi là nó đóng lại là mình không ra được nữa hả? Cái này là mình đi để tiếp tục cuộc hành trình mà thầy đâu cần phải quay lại đâu. Nhưng mà em không biết sao để mở cửa nữa. Giờ thì bị kẹt đây luôn rồi thầy ơi. Đúng là con trai của ta. Trời đất ơi, vậy những chiến binh báo đốm chỉ đường cho thầy đi là sai rồi hả? Ủa, à trời ơi, ngoài này nè mấy đứa ơi. Tưởng đâu kẹt ở trống luôn rồi chứ. Công nhận là cái phần 2 này khó khăn thiệt. Chúng ta phải tự suy nghĩ ra luôn á mấy đứa. Chứ nó không có hướng dẫn gì hết trơn á. Nhưng mà trước mắt á là thầy đã học được mấy cái kỹ năng rồi đó. Đầu tiên là kỹ năng đu dây như là tắt găng nè. Rồi kỹ năng thứ hai là kỹ năng dẫn điện nó như flash luôn thầy ơi. Trời ơi, quá dữ luôn. Cái gì vậy? Đứa nào nói chuyện vậy? Ơi, cái gì vậy mấy đứa? Chỗ này là gì vậy? Ca sĩ hả?
bước lên đây là được làm ca sĩ hả? Ôi, cái gì chơi vậy? Hình như đây cũng là một cái đồ chơi của công ty Lighthouse nè thầy ơi. Tay của nó đang cầm hai cái chiên nè thầy ơi. Xíu là nó xuống nó thăm thầy á thầy ơi. Rồi bây giờ chúng ta vô cái trò chơi gì rồi? Chúng ta vô trò chơi trí nhớ âm nhạc gì đó mấy đứa ơi. Không biết cái này chơi sao đây, có thoát ra được không vậy? Allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete, hình như là trên màn hình nó nói màu xanh thì chúng ta sẽ chọn vô màu xanh. Nó kêu màu đỏ thì chúng ta chọn vô màu đỏ. Mà nó kêu màu đỏ mà chúng ta chọn nhầm vô màu xanh thì con ở trên nó xuống nó làm gì mình đó thầy ơi. Cẩn thận, bình tĩnh nha mấy đứa ơi, nghe nghe phụ thầy nha. Trời ơi, để cái con ở trên nó xuống đập mình á. Rồi tắt đèn hết rồi. Cái gì vậy? Mommy lóng lách thầy ơi, Mommy lóng lách xuất hiện rồi kìa. Trời ơi, giờ nó đứng nó coi mình bị con này đập nè thầy. Sao cái này giống trò chơi con mực quá vậy? Vượt qua được thử thách thì sống, không được thì đứt con chuột. Nè, còn có giám khảo ngồi trên coi mình nữa. Còn cái con này bây giờ sao nó xuống gần mình quá vậy? Trời ơi, thả ta ra đi Mommy lóng lách ơi, cứu ta với. Đừng có chơi như vậy mà, ta đâu có biết cái gì đâu mà chơi. Trời ơi, bây giờ còn chơi trò chơi nữa, vui vẻ gì đâu chơi. À, màu xanh hả? À, màu xanh. À đây đây. À, màu xanh hả? Đúng rồi. Game là dễ à, màu xanh nè, à, màu xanh nè. À, trời ơi, không biết đúng không? À, màu xanh với màu xanh hả? Rồi màu xanh. Ơi từ từ nha. Nào màu xanh. Ủa đúng không ta? Ủa màu xanh lá cây rồi màu xanh này đó, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển rồi, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển. Quá dễ luôn, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển à. Đúng chưa, trời ơi, đứng lại đi, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển đó, dễ ẹt luôn, vậy mà làm khó. Xin vĩnh biệt. Nhìn hai cái màu đó thầy chọn đâu nè, bây giờ nó đọc là em chọn này coi nè đó, em chọn bậy rồi, em xin lỗi thầy, em làm lại cho. Phải đọc tiếng Việt là dễ rồi, vàng vàng xanh rồi vàng vàng đỏ đồ được rồi. Ôi, nói chuyện hồi cái quên cái là nó gõ đầu em liền này. Ok rồi thầy ơi, nhớ nhắc em đó thầy. Nào đây cái này rồi cái màu xanh nữa, màu xanh nữa đây rồi. Trời ơi, nói tiếng Việt đi, tiếng Việt với lô hoài rồi, không nghe rõ gì chưa á. Trời, hả, trời ơi, yeah, hoàn thành được thử thách rồi thầy ơi, nó lên chạm rồi, kết thúc rồi, trời ơi. Ủa, gì còn nữa hả? Trời ơi, sao lần này nó nhanh hơn lần trước vậy? Ôi, đừng đọc nhanh quá, không nghe rõ nha. Rồi, gì nữa? Để thầy giúp em một tay nha. Đây, ok, rồi, ok luôn. Rồi, trời, cái này cũng không khó cho lắm, thầy đã biết rồi. Chỉ có nhiêu đây màu, thôi bốn màu chứ gì. Đó, rồi. Ủa, cái màu gì đây, cái màu tím hay là màu hồng gì mất tiêu rồi. Thầy đâu có thấy màu đó đâu mấy đứa. Ủa, ở đây có bốn cái thôi mà, đâu có cái nào. Ôi, trời ơi, nó giấu sau lưng thầy nữa kìa. Rồi ok, bây giờ thêm được màu mới nữa là năm màu đúng không? Rồi năm màu thì chơi kiểu năm màu. Rồi. À! Bạn thân ơi, hay vui đây nè. Hòa nhịp công an. Sức mạnh á thì thầy có hạn, nhưng mà nhiệt tình á thì thầy có thừa. Trời ơi, xíu nữa là qua được mạng rồi. Để ma xương đen cân vụ này cho G. Rồi ok, cái này không có khó đâu thầy, chỉ cần chúng ta nghe kỹ thôi. Em hơi bị lãng tai, bị điếc xíu, nhưng thầy yên tâm đi, em nhớ rất là kỹ đó. Rồi ok, dài luôn, lậm lon đó. Tưởng gì chứ cái này là ma chân đen cân được hết thầy ơi. Dài luôn, dài. Làm sao mà làm khó được. Ê đồ trời ơi, cái này em cân nha, chứ thầy không biết gì nha, quá trời nút luôn kìa. Dạ đây em thầy ơi, trời ơi, trời xanh đỏ tím vàng trái tim, nghĩ gì từ e rồi gì lắm chơi vậy. Ồ, gần màu đỏ gì, ơi
À, nút dừng lại nè thầy ơi, nút dừng lại nè. Ê, dừng lại đi. Để thầy bấm cho, để thầy bấm cho. Ê, dừng lại đi. Ê, dừng lại đi anh trai ơi. Trời ơi, sao cái tay này nó chậm hơn cái này vậy? Ê, được rồi nè. Ê, dừng lại. Mọi thứ kết thúc rồi mấy đứa ơi. Ê, dạ, cái con mông mi lông nách này ngươi vừa lòng chưa? Xíu nữa là đứng tìm chết rồi đó. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Thầy, coi chừng cái tay đó thầy ơi, coi chừng cái tay của nó thầy ơi. Trời ơi, cái tay nó đã mất tiêu rồi thầy ơi. Trời ơi, cái tay nó trên này luôn. Trời ơi, ghê. Tay dài dữ vậy bà nội. Nó đưa cho mình một cái miếng giấy gì nè thầy. Miếng giấy gợi ý để làm cái gì á. Không biết nữa nhưng mà thầy không thích nó rồi đó nha. Trời ơi, tự nhiên cái cho mình chơi cái trò chơi âm nhạc này bây giờ không có đường xuống luôn rồi nè mấy đứa. Ủa nó đi đâu rồi? Ê, đây đường xuống này, đường xuống của chúng ta này. Ê, gì vậy? Trời, đi xuống hố đen vũ trụ nữa hay gì rồi? Ủa này đi đâu vậy? Thầy yêu ơi, hãy vui lên nào. Vì mình đã được qua thứ trời gất cái cửa qua vậy. Cửa trong này được thiết kế là để nó bay gì vậy thầy ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chui lỗ thông gió nha hay. Cái diện tích của cái công ty này chắc là giống như là cái nhà của Oggy rồi mấy đứa ơi. Càng đi thì nó càng rộng, càng đi thì nó càng dài, không có lối thoát luôn. Trời đất ơi, đi chừng nào mới kết thúc được đây? Vậy mới vui á thầy, vậy mình mới khám phá được nhiều á thầy. Bây giờ chuẩn bị nghỉ hè đúng không? Mình khám phá hết cái hè là mình ra khỏi cái công ty này. Đó, cái mình đi học tiếp. Trời ơi, tới cái kho đồ chơi này nè thầy. Rồi, nhảy xuống đây cái con quái vật cù đâu nó ra nữa nè. Chắc chắn luôn á, nhìn cái không gian tối tăm vậy là thế nào không có quái vật cù đâu xuất hiện à. Để em đi khám phá trước cho thầy rồi em về em báo thông tin cho thầy biết nha. À, rồi, ok, bây giờ xuống đây đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái đồ đạc mà bị vứt lại. Đó, tại vì đây là một cái kho mà. Cái gì trên này đây, lấy được không? Không lấy được mà vẫn để trên đó. Làm người ta tò mò, người ta bốc vô. Rồi, tưởng đâu cái tượng vàng nó giống như cái chỗ kia hồi sớm mình lụm chứ. Không biết là đi vô trong này chi rồi bây giờ phải đi kiếm đường về nè thầy ơi. Mà đường về còn xa quá thầy ơi. Hồi mà nó tắt đèn cái nữa là chắc em xóa game luôn á. Đáng ra là mình chơi cái trò chơi trí nhớ âm nhạc đó thì kết thúc là nó phải đưa mình ra ngoài đúng không? Tự nhiên cái gì kết thúc rồi mà nó vẫn ơi, Mommy lông lách của ta sao nó lại nằm ở đây vậy mấy đứa? Trời đất ơi. Đáng ra là kết thúc cái trò chơi đó phải đưa mình ra ngoài chứ để chơi trò chơi khác. Tự nhiên cái kết thúc xong mở cánh cửa ra cho chúng ta đi mà đi vô cái kho này rồi biết chừng nào chúng ta mới trở ra ngoài kia được. Vậy thầy ơi, manh mối ở đây thầy ơi. Rồi bây giờ chúng ta lấy nguồn điện ở đó đúng không? Lấy nguồn điện ở đó thì lấy nguồn điện ở đó chứ em cũng không biết lấy nguồn điện ở đó rồi gắn vô đâu luôn. Đó, rồi kéo công tắc này xuống là mọi thứ sẽ bắt đầu mở cửa ra mà. Ủa xong thấy ai mở cửa vậy trời nhỉ? Nhiệm ru vậy? Alo. Có gì kìa? Trời, không biết mà mày đặt tài lanh nữa rồi đó. Để thầy nghiên cứu cho nè. Bấm cái nút này nè rồi chúng ta leo lên nè. Đó. Ủa sao nó rớt xuống rồi? Thầy tưởng nó lên luôn chứ. Rồi, vậy là vấn đề ở đây rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta phải làm sao cho cái máy nó hoạt động trở lại thì mình mới có thể đi lên trên đó được. Trời, làm thợ sửa điện rồi làm thợ sửa ống nước, bây giờ hay làm thợ sửa máy luôn á thầy. Đúng rồi, lạc vô đây khám phá làm chi bây giờ khổ nè. Trời ơi, cái con này ghê quá mấy đứa, mà nhìn thấy nó hoài luôn á. Cậu mong là nó đừng có xuất hiện ở cái phần này. Phải làm sao, phải làm sao, vì mình quá thích cậu rồi. Cái gì đây, ai viết mấy dòng chữ gửi anh Herukrai yêu dấu rồi thầy? Rồi bây giờ làm sao đây? Thì giải quyết cái máy nặng này chứ làm sao. Nè bây giờ mấy đứa coi đi, con khủng long nó không ở chỗ khác mà tại sao nó lại ở cái chỗ này? Chắc là tại nó nặng quá nên cái máy nặng lên không nổi á mấy đứa. Bây giờ làm sao để ginh nó đi đây? Em có không biết nữa thầy, nhưng mà bây giờ mình có thể nào kéo cái thùng gì đó lại để mình leo lên đây được không thầy? Mình khỏi cần sử dụng máy nặng được không thầy? Đó, rồi, nè gần tới rồi nè, bây giờ thầy chỉ cần kéo cái thùng lại nữa thôi là chúng ta có thể leo lên trên đó rồi. Tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta rồi. Được, ý kiến này cũng hay, để thầy kiếm coi có cái gì lôi lại được không nha. Rồi, đây có cái thùng này nè, cái thùng màu xanh xanh này nè. Rồi, ok. Sao nó nhỏ gì vậy? Nó nhỏ vậy nhảy qua không được mấy đứa ơi. Để bấm nút coi. Đó, rồi, cái thùng đâu? Hơi. Không được. 7 hours later. Thì ra mùa xuân qua nở là vì em. Gấp được cái con khủng long này á mấy đứa, chúng ta phải phải làm gì ta? Phải lấy cái cẩu nè. Đó,
thì phía trước mặt có mấy đứa thấy không? Đây, bây giờ chúng ta sẽ lấy nguồn điện để kích hoạt nó. Đó, ghê chưa? Thật ra thì cũng không cần kích hoạt đâu, thầy rảnh thôi. Dạ, công nhận là thầy rảnh thiệt cái lúa thầy. Nhưng mà đồ điều khiển ở đâu thầy? Cần gì đồ điều khiển? Ở đây là thời Napoleon quánh cầu lông ăn tiền nên không có cần đồ điều khiển đâu. Đó, đồ điều khiển này chạy bằng cơm luôn. Mình sẽ lôi nó lại ngay chỗ ông khủng long nha mấy đứa. Rồi, trời ơi, đi vòng luôn nè. Thấy không? Hồi sớm nó phát sáng mà chúng ta không nhìn thấy á. Rồi, thấy không? Bây giờ chúng ta đi là chúng ta phải để ý ở trên cao để coi có cái gì phát sáng không, có gì đu được không, rồi để ý nguồn điện. À, mới vượt qua được mấy cái thử thách của cái game nó đặt ra mấy đứa. Thầy hay quá thầy ơi, trời ơi, thầy nghiên cứu nhanh thiệt luôn á. Hôm qua cái tới khúc này cái em về em ăn cơm em ngủ xong cái tới bữa nay thầy mới phát hiện ra được cái này. Trời ơi, thầy hay quá trời luôn á. Tất nhiên rồi, tại vì nó khó lắm chứ bộ, nó đâu có hướng dẫn gì đâu. Mình phải tự đi kiếm, tự suy nghĩ chứ. Thầy đi kiếm từng cái ống một luôn á. Ủa nắm vô cái nào ta? Nắm vô cái kia để kích điện phải không? Dạ đúng rồi thầy, để em làm cho thầy. Thầy mệt rồi, thầy nghỉ ngơi đi. Đó, bây giờ gắn vô trong này, nó sẽ cẩu con khủng long đi chỗ khác. Yeah. À, công nhận là thầy hay và em cũng đỉnh thiệt luôn á thầy. À, trời ơi. Rồi em đứng ngay đây em đỡ con khủng long xuống nha. Rồi, chơi. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Đùa với các bạn thôi, thật ra thì nó sẽ không đè mình đâu, thấy ghê chưa? Đó, đây là định lực của Ấn Độ nha. Định lực vật lý của Ấn Độ nên nó không đè mà được mình đâu. À, bây giờ mình sẽ cẩu nó thêm một lần nữa để mình thử coi nó có đè mình không nha. Cũng không được, chỉ cẩu được một lần thôi. Rồi bây giờ đã xong rồi, đã dọn dẹp được hết rồi. Chúng ta di chuyển thôi mọi người ơi. Đó, tại vì cái con đó nó quá mập, nó quá nặng nên không di chuyển được. Rồi, đi đường nào đây? Mấy đứa đang xem video bật mí cho thầy đi. Thử thách tiếp theo chúng ta gặp sẽ là cái gì nha. Chứ thầy sợ quá, phải gợi ý trước thầy mới đỡ sợ được mấy đứa ơi. Xem video nhớ nhấn like cho thầy nha. Hổng gài á, không có video nào mà được 10.000 like trơn á thì buồn lắm á. Rồi bây giờ thầy làm thợ sửa điện nữa rồi nè. Ây da. Rồi ổ điện thứ nhất nằm đây. Ủa lộn, ổ điện thứ hai nằm đây. Ổ điện thứ nhất nằm ở đây. Ok, dễ mà. 2000 years later. Trời dễ mà hả thầy? Mới có 2000 năm trôi qua mà thầy chưa làm được thôi, chứ không có gì hết trơn á. Em tưởng đâu 2 năm là thầy làm được rồi, ai ngờ đâu 2000 năm thì mới vượt qua được cái thử thách sửa dây điện. Thật ra là thầy chỉ muốn sống chậm để suy nghĩ về cuộc đời thôi, chứ không phải là thầy chơi gà đâu. Người ta chơi cái game có 2 tiếng à, là khám phá hết được cái cốt truyện rồi. Thầy chơi 20 tiếng, chơi có khi 20 ngày luôn chưa hết nữa. Vậy mà, ôi trời, hết hồn. Rồi, khúc này là hết thử thách rồi đó. Chắc là sẽ quay trở về trên kia thôi mấy đứa. Phải không trời? Phải quay về trên kia không là khi là đi nữa vậy. Đừng nói gì lên cầu thang này rồi dẫn thầy tới địa ngục luôn nha. Ơi, mở cái cửa này căng lắm à. Cửa này căng lắm á. Ôi, chuyện gì sẽ xảy ra bên trong cánh cửa này vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở đây là ở đâu? Tại sao không? Ủa, đường lên nè. Trời ơi, vậy là chúng ta đã vượt qua được thử thách đầu tiên rồi mấy đứa ơi. À, trò chơi trí nhớ âm nhạc chúng ta đã vượt qua được rồi. Rất là mừng nha, rất là may mắn nha. Mấy đứa nhớ bình luận để ủng hộ cho thầy nha. Và comment tiếp thử thách thứ hai là gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào thử thách thứ hai nha mấy đứa. Không biết lần này nó sẽ đưa chúng ta đi đâu đây. Thầy có nhớ phần 1 không thầy? Phần 1 thầy bị một con Hugi gượt rồi đúng không? Phần này thầy sẽ bị 13 con Hugi gượt xong rồi kéo thầy xuống nước gặp con Maya rồi sẽ gây tập thể. Con này hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này mà. Sử dụng bàn tay màu xanh này để mở cánh cửa của tàu lửa và thoát ra khỏi đây thôi, quá dễ luôn. Ủa gì vậy? Trời ơi, thầy tưởng vô đây muốn vô là vô, muốn ra là ra hả thầy? Không có đâu, giờ thầy phải giải mã mấy cái này nè rồi thầy mới ra được.
Đó, quá trời màu luôn, quá trời lựa chọn luôn. 1, 2, 3, 4 người màu, người hình nữa. Giờ thầy phải đi kiếm mấy cái manh mối á thầy mới ra được thôi. Vì sao mà nó lằng nhằng quá vậy? Có đi bộ được không? Cho thầy đi bộ đi, khỏi cần đi tàu lửa này cũng được. Trời ơi, giờ phải kiếm ra mấy cái này nữa mới biết đường đâu kiếm. Vậy thì thầy cứ đi theo tụi em sẽ dẫn thầy vô cuộc phiêu lưu tiếp theo. Ok. Tên 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 tên, chào mừng thầy đến với thử thách tiếp theo. Thử thách này thầy sẽ được gặp lại Hugi. Dạ thầy chuẩn bị xe gầy tập thể đó hả? Trời ơi, ngừng lại đi, đừng có vô trong đó mà. Ngừng lại đi, từ từ. Trời ơi, thầy cứ yên tâm và bình tĩnh đi. Vô trong này còn chạy ra được mà. Cái cửa nó đâu có đóng đâu. Thầy chỉ cần vô tham quan này được rồi. Cái này là nó cho thầy quay trở lại tuổi thơ, những ngày thơ ấu ở chuồng tắm mưa nè thầy. Ờ, vậy là cánh cổng này, ở lộn cánh cửa này nó không có đóng lại đúng không? Rồi, ok. Không đóng lại thì sợ gì mà không vô khám phá đi mấy đứa ơi. Dài, mấy cái lỗ này là... Ê, cửa nó đóng lại rồi. À, mở ra, trời, mở cửa ra. Hello. Mày không hớt được tao con trai. Rồi vậy lần này xong rồi, gần ngày tới công chuyện nữa rồi. Cái gì đây, hướng dẫn chơi trò gì nữa đây? Dạ để em giới thiệu với thầy về cái trò chơi này nha. Bây giờ thầy ngồi xuống ghế đúng không? Người ta lấy cây, người ta chọc cho giò thầy, cái thầy đá lên. Cái nó qua màn 1, cái đến màn 2. Đó, màn 2 là thầy sẽ được sử dụng cái tay của thầy. Rồi cái trong cái lỗ, trong cái lỗ thầy để cái lỗ màu đen đúng không? Nó chỉ có màu đen, cái tự nhiên nó xuất hiện Hugi ra. Nó cái Hugi nó cười với thầy, thầy cười với nó, cái nó cắn thầy hết game. Ơ ổng, cái thầy lấy cái tay thầy chọc nó, hiểu không? What the hell? Thôi em đừng nói nữa, chắc là thầy dễ hiểu hơn á. Rồi bây giờ là làm gì? Bây giờ là thấy mấy cái lỗ này là chọt tay vô đúng không? Dạ đúng rồi đó thầy ơi. Thầy thấy hai cái bàn tay của thầy không? Đó, thầy chọt vô hồi nó còn có một cái màu vàng không, còn hai bàn tay thầy nó đi du lịch luôn rồi. Ê mấy đứa, mommy lông lét ra tới nữa nè mấy đứa ơi. Trời đất ơi, cho mượn cái chìa khóa xe lửa để rời khỏi đây đi mommy lông lét ơi. Ảo thật đấy. Chỉ có làm thì mấy có ăn. Trời ơi, chơi gì mà chơi tắt điện tôi thua vậy, sợ tốn tiền điện hả? Trời, chơi mới mở điện cho người ta chơi chứ. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi giờ chơi làm sao? Bình tĩnh thầy ơi, bình tĩnh thầy ơi. Bây giờ đó, thầy coi mấy cái lỗ nha. Hugi mà nó chui ra từ mấy cái lỗ đó thì thầy lấy tay thầy chặn nó lại, không cho nó chui ra nha thầy. Được rồi, để thầy tập trung và bắn con mắt ra để thầy coi. Ơi, nó kìa. Trời đất ơi, đi đây nè nè. Ủa sao Hugi nó nhiều màu quá vậy? Ê, đây phải không? Ôi trời ơi, kìa. Ây, nhiều quá vậy, giờ phải mở mắt thiệt là bự luôn mới nhìn được trong bóng tối mấy đứa ơi. Căng quá. Đâu rồi? Ok. Còn nữa không? Ôi, còn lại ơi, trời thầy, năm hụt nữa. Ây, đi vô đi. Nhanh tay lên mới được thầy ơi, Cẩn thận nha thầy, mấy cái chỗ tối á là tụi nó trốn ở đó mà thầy không nhìn thấy á. Đây nè, trời ơi, xíu nó lại nhảy ra ơi thầy. Ây, âm thanh càng ngày càng nhiều luôn thầy ơi, chậm ra thầy ơi, trời ơi, đúng rồi. Nữa đi thầy, bên này, trên này thầy ơi, ở dưới này, đúng rồi thầy, hay quá thầy ơi. Trời ơi, cho miếng ánh sáng đi, hết tay đường rồi, trời ơi, vừa âm thanh mà vừa không có ánh sáng nữa. Mà cái tiếng tụi nó càng ngày càng bự lần sau vậy. Rồi, có bao nhiêu thì ra lẹ đi, lần này con mommy lông lắc này á, nó nhân giống ra nhiều con Hugi quá mấy đứa ơi. Trời ơi, nhiều đến nỗi là không nhớ hết được màu luôn á. Đi vô. Trời ơi, nhiều quá. Nhưng mà không biết chừng nào nó mới kết thúc được đây. Không lẽ chơi từ đây tới cuối cuộc đời luôn hả mấy đứa? Mà thầy cũng đừng sợ thầy ơi, nó chỉ hù thầy thôi. Lần này em thấy là mấy con Hugi này nó nhỏ xíu à. Nó không có cao với bự bằng con Hugi của phần 1 đâu thầy. Đó, nên thầy cứ chơi thoải mái đi, nó chỉ ra để cho thầy giải trí thôi. Rồi, thầy cứ chơi đi, thầy đừng có sợ gì hết trơn á. Nó đâu có tấn công thầy được đâu. Hay quá thầy ơi, thầy rất là chuyên nghiệp luôn. Dạy, con đứa này này, dạy. Bạn thân ơi, hay vui rồi nè. Hòa nhịp cấp hoa. Trời đất ơi, tối thui thầy đâu có thấy đường đâu mà chọc. Mà nó còn ra nhanh nữa. Đứa nào chơi được ra gánh cho thầy đi. Để em. Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Trời, mấy con này em xử lý trong vòng một nốt nhạc thầy ơi. Tại vì ở dưới địa ngục của em không có điện, như không có wifi luôn. Em đi trong bóng tối ghi quen rồi. Trời ơi, con mommy lông lách này sao nó nói nhiều vậy thầy. Đưa em vào vấn đề chính đi. Thả mấy con Hugi ra đi. Đừng có nói nữa. À đồ, tắt đèn luôn làm hết hộp. Rồi, để ra đây anh Mai Xương Đen đi đường quyền với mấy em nè. Ra đây. Mommy lông lách. Coi kỹ nè nha. Anh chỉ là một lần duy nhất thôi đó.
Nó chưa ra là anh đã chưởng nó được rồi. Rồi chưởng là nó như lai thập bát chưởng. Rồi chưởng hụt không vậy? Đấy, chỉ là khởi động thôi. Đây, cái này bao nhiêu con cũng được. Mà xương đen gắp tay đây. Hai, bao nhiêu con mà bạn phải đập nó trong ngày hôm nay để mình cân tất cho. Huy, chuẩn bị cho mày. Tiêu lao, lộng mơ mi, lộng đất chuẩn bị đây. Trời, nè, nè, trời ơi, chuyện này quá dễ luôn. Đánh được chuẩn luôn, giờ có bảo đèn lên thì ta cũng như vậy thôi. Hay quá mà xương đen ơi, chiến thắng rồi mà xương đen ơi. Yeah, lớp mình đã chiến thắng rồi. Mommy lông lách, mau đưa Diễm My ra đây. Ủa lộn, mau đưa bản đồ và chìa khóa xe lửa ra đây. Cái gì? Mau đưa cái bản đồ, cái gì đây? À, cái màu sắc gì đây? Sao không đưa chìa khóa mà đưa màu sắc gì chi vậy? Rồi sẵn có lòng tốt thì mở cửa cho ta đi ra luôn đi. Chứ đừng có bắt ta trong này nữa. Tao không có chơi trò này nữa đâu. Tính ra thì cái trò chơi này chơi cũng nhàn á này. Chơi từ cái phần 1 tới phần 2 cái muốn sang chấn tâm lý luôn à. Giống mình đang tham gia Squid Game mà phiên bản một người chơi á. Kiểu như sống thì ra mà chết thì thôi á. Có mình mà nè. Mà chơi như đủ trò hết trơn. Ê, con đường đi tới vinh quang đây thầy ơi. Cái gì vậy? Rồi con đường. Ôi, có cánh tay của người giống mình nè thầy ơi. Người ta chưa có được bàn tay màu xanh là người ta đã bay màu ở đây. Rồi đóng cửa luôn rồi. Chưa có được bàn tay màu xanh nữa là người ta bay màu rồi. Vậy là mình may mắn lắm đó thầy. Rồi có đường lên rồi, yên tâm rồi, có đường. Ủa cái đường gì vậy? Dạ đây là cái đường tình duyên của thầy á thầy. Đó, thầy thấy không? Nè, có chỗ có chỗ không, có chỗ đứt khúc và có chỗ đứt ngang luôn. Trời ơi, đường này sao đi? Ê, ôi trời, nhảy không được mấy đứa ơi. Cái đường này sao đi? Em đã nói với thầy từ đầu game rồi, thầy phải vận dụng tất cả những kỹ năng mà nó cho thầy. Đó, bây giờ thầy đánh đu đi, thầy làm tặc găng đi. Cái này đu lên là có gãy găng đó chứ tặc găng gì. Ôi, thầy thấy phía trước rồi, phía trên được kìa. Nhưng mà sao chụp được ta? Ê, ê, được nè. Ý, lên được mấy đứa ơi, lên được mấy đứa ơi. Rồi, chuẩn bị nha. Lên nha. Ê. À, được cái tượng nữa nè. Rồi, cuối con đường là chúng ta leo lên luôn nha. À, trời, thôi, hên quá, hên quá. Tưởng đâu mà cao cao chút nữa là té bay màu nữa rồi. Trời ơi, té hoài ấy, té một cái nữa là xóa game luôn á. Rồi, leo lên đàng hoàng nè. Không té nữa, không té nữa, không té nữa. Vận dụng kỹ năng của tặc găng. 1, 2, 3, lên. Nó quá đã luôn. Trời ơi, thầy điêu luyện quá thầy ơi. Thầy đừng có chọc vô mấy cái này, nó la lên sùm lắm thầy ơi. Ôi, ôi, thầy chọc xuống dưới gất chết mommy lông lách cho thầy. Rồi, tới hầm mỏ Minecraft luôn rồi mấy đứa ơi. Rồi, có cái đường đi xuống địa ngục luôn nè. Ô lộn, đi xuống đâu luôn rồi nè. Ôi, này giống xuống địa ngục thiệt luôn á. Mà bị mấy miếng gỗ này khóa lại rồi. Thường thường là khóa bằng mấy miếng gỗ này là chúng ta phải đập nó thì mới đi xuống dưới được. Phía trước còn bao trăm gai, còn con Hugi thì vẫn đứng đó đợi thầy. Đợi thầy lú ra nó nhai đầu thầy. Rồi, đường này khóa cửa rồi thầy ơi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường cuối cùng là rút ổ điện của máy tính là chúng ta sẽ thoát được game. Tất cả đều đúng, hợp lý. Đi nãy giờ không có thấy cái manh mối nào hết trơn thầy ơi. Bây giờ có thể... Ừ gì vậy? Ôi, Hugi kìa thầy ơi. Chết rồi. Chạy thầy ơi. Trời, lần này nó đòn người Hugi ra nó nhai đầu hết cái lớp mình. Ủa, Kitsy. Ôi, lần đầu tiên gặp Kitsy kìa. Trời, Kitsy ơi, nếu mà bị mommy long lét đó, nó bắt làm chuyện này thì ra tín hiệu cầu cứu đi. SOS đi. Hình như là Kitsy nó chuẩn bị kéo cái cánh cửa xuống rồi thầy ơi. Chuẩn bị chạy thầy ơi. Ôi, gì vậy? Chạy à? Ơi, nó chạy trước mình đó thầy ơi. Ê, Kitsy ơi, Kitsy. Trời ơi, cái cửa gì mở lâu như vậy? Kitsy. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây rồi. Trời ơi, Kitsy nó đã đi rồi, bây giờ chỉ còn có Messi thôi. Messi. Rồi, Si cầu que luôn thầy ơi. Kitsy nó đi đâu mất tiêu rồi. Nó lại, nó giúp mình mở cánh cửa, nó ra rồi đi đâu rồi thầy ơi. Ôi, à, đây
đây rồi. Thì ra là con đường về nhanh nhất không phải là cái tàu lửa kia, mà là cái toa tàu lửa này. Đó, mình nhảy lên cái toa tàu lửa này thì mình chạy về thôi. Ôi, ôi, sao đóng lại nhanh vậy? Rồi, bây giờ cái này mới là thử thách của chúng ta nè. Đi qua bên kia lấy điện xong rồi chạy qua bên này để cho nó mở cửa nè. Rồi, chỉ có một cái chỗ lấy điện duy nhất thôi đó hả? Còn cái này không kéo lại được luôn. Em thầy ơi, cái chuyện mà sử dụng tốc độ thì để cho em. Em sẽ giải cứu tất cả mọi người khỏi cái cửa ải này. Này, để em lấy điện. Đó. Rồi luôn, quá dữ luôn. Rồi, ủa? Ủa? Ừ, lấy điện bên này. Rồi, xong. Rồi, em hiểu rồi. Em hiểu được định lực vật lý rồi. Đó, mở thêm cái nữa. Ok luôn. Tốc độ của zombie là bằng tốc độ của con Lamborghini. Lúc mà nó không có chạy nha. Mà lúc mà Lamborghini nó chạy thì mình cũng chịu thua luôn. Rồi giờ mình qua tới đây rồi mình làm gì nữa giờ ta? À đây, kéo cây này xuống. Rồi mở cánh cửa thứ hai. Rồi lấy nguồn điện, lấy nguồn điện. Đó, lấy nguồn điện. Qua đây, gắn bên này. Rồi, xong mình chạy qua bên này. Cái mình chui xuống cái lỗ này. Ê, ở ngoài không ở thì chui vô cái lỗ làm gì Zombie? Tôi thua vậy. Zombie, đừng có chui vô cái lỗ. Đi đường kia kìa. Trời đất ơi. Ê, ê, rồi. Rồi, xong rồi. Bị kẹt ở đây luôn rồi kìa. Zombie này thiệt chứ, nãy chạy qua bên này thì đâu có bị kẹt đâu. Thấy chưa, thầy cản bước em chi à. Bây giờ chúng ta cũng phải chui xuống cái lỗ này à. Nhưng mà này là đường cục hay sao á thầy ơi? Em không có thấy đường gì hết trơn á trời á. Ủa, ở cái này leo lên. À, leo lên. Rồi, để đi lùi nha, đi lùi mới thấy được ánh sáng. Chứ mình đi thẳng là mình không thấy được gì hết trơn á. Rồi, đó, trời ơi, tưởng đâu xa. Ngay phía này luôn. Rồi, nếu mà điện á thì thầy làm được, còn chạy nhanh á thì thầy không chạy được, để thầy làm điện cho. Rồi ok ok. Lượm nha. 1 2 3. Chạy. Hây. Hây. Thầy lỡ tay. Làm lại. Rồi, lỡ tay nữa rồi. Để chui qua. Đó. Rồi xong. tưởng gì nè, gắn vô đây. Rồi, qua luôn. Qua. Rồi, kẹt nữa rồi. 15 minutes later. Thầy đang coi thời sự tập cuối nha mấy đứa. Để thầy nghiên cứu cái ơi. Ông áo vàng này ông nói gì không biết nữa. Nhưng mà coi gắn coi cho hết đi rồi mình chơi tiếp. Chứ thầy chạy nãy giờ thầy mỏi chân lắm rồi đó. Thao tác nhanh phản xạ lẹ nha thầy. Nếu không thôi là nó không kịp đâu thầy ơi. Đó, một. Rồi, thầy rút ra. Đó, thầy ghim qua bên này. Ê, ghim qua thầy ơi. Rồi, xong, thầy lấy bên này thầy ghim qua cái nữa. Trời ơi, thầy chọc hụt không vậy? Rồi, thầy ơi, thầy. Rồi, được rồi. Trời ơi, thầy làm em hối, làm thầy làm không được gì chứ, trời ơi. Rồi, xong, bây giờ tới cuối cùng rồi đúng không? Đẩy xuống dưới là chúng ta có đường đi tiếp đúng không? Dạ, thẳng tiến rồi thầy ơi, thẳng tiến chúng ta sẽ rời khỏi công ty này. Đó, không có gì có thể cản bước chúng ta được nữa. Lẹ lên chiếc xe ơi, xe gì đâu mà chậm quá vậy. À, thầy nhảy lên đi thầy. Thầy nhảy lên em đẩy thầy ơi. Đó, thầy nhảy lên nha. Em đẩy thầy thẳng xuống dưới địa ngục luôn. Yeah, thời khắc quan trọng tới rồi. Rồi tới chưa. Trời ơi, trời này mà nãy mà thầy ngồi trên chỗ này chắc thầy bay màu luôn á. Quẹo phải, hãy quay xe. Rồi, bây giờ tới chỗ gì sửa điện nữa nè. Ôi. Ở đây là ở đâu nữa vậy? Thầy ơi, cái chỗ gạch có màu này thấy quen lắm á thầy. Ơi, căn phòng này chứa gì ở trong vậy? Wow, quá trời, cái bao tay cao su level 1 luôn. Bao tay của mình bây giờ đã được lên level 2 rồi. Đó, mấy cái kia là cùi bắp. Rồi, thoát ra thôi, còn chờ đợi gì nữa. Mình đâu có cần lấy mấy cánh tay này nữa. Bây giờ mình ra rồi. Rồi, đi thôi, mấy đứa ơi. Đang ung dung trên trời, đập mình sinh năm nay xuống chơi. Ơi, ủa, gì kìa, không phải ra ngoài mà ra này nữa thầy ơi. Trời ơi, nãy đi đường nào giờ về đường đó mà mình không biết luôn á. Bó tay chấm cơm. Vậy là còn phải làm thử thách nữa hả? Trời ơi, rồi thử thách tiếp theo là cái gì? Mấy đứa bình luận cho thầy biết nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ cũng như là bình luận video này ủng hộ cho thầy cũng như MV Channel nha mấy đứa. Giờ chúng ta vô thử thách thứ ba thôi. Welcome to Cinnamon. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với đoàn tàu bất ổn. Để coi lần này chúng ta có thể rời khỏi đây bằng con tàu chưa nha mấy đứa. Rồi, sớm thầy cũng thu thập được một số thông tin và tài liệu về mấy cái hình này. Đó, mấy đứa thấy chưa? Nó sắp xếp theo thứ tự hết rồi. Bây giờ thầy chỉ cần chọn lại là được rồi. À, chọn ở đâu? À,
đây, đó. Hình như là vậy. Đúng nè, đúng rồi nè mấy đứa. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có màu nha. Thôi thầy cứ đứng ở trên con tàu này đi. Con tàu này nó sẽ chạy á. Nhưng mà nó chạy bằng niềm tin á thầy. Thầy chưa chơi hết ba ván mà thầy không có đi đâu được đâu. Rồi rồi, để thầy nghiên cứu cái gai để coi lỡ có manh mối gì đi trước được chúng ta trở thành người phá game nhanh nhất rồi sao. Rồi, không có gì luôn. Bye màu. Rồi bây giờ đi tiếp tục thử thách thứ ba nha mấy đứa. Không dài, em thấy thầy bị xem chùa quá trời quá đất luôn á thầy ơi. Video của thầy không ai like hết trơn á. Thầy cũng không biết nữa, chắc là mấy bạn không còn yêu mến thầy như ngày xưa nữa rồi. Nên bây giờ không còn ai like cho thầy cái nào hết trơn á. Công thầy cực khổ vô công ty để quay video cho mấy đứa xem, mà về không ai like cho thầy luôn. Thiệt là buồn vì tủi thân á mà. Thầy đừng có buồn nha thầy. Em về em tạo tài khoản xong em like cho thầy 4 lần luôn. Đúng là con trai của ta. Ê, khoảng chừng là 5 giây nha. Hình như là like 4 lần đó là cũng bạn của người xem chùa luôn á. Em like một lần được rồi, like chứ 4 lần dữ vậy. Dạ không, ý em là tạo 4 cái tài khoản em like 4 lần á thầy. Chứ không phải là em like 4 lần một cái. Ừ, vậy thì được. Rồi bây giờ cái cửa này mở làm sao đây? Mấy đứa chỉ cho thầy mở cái cửa này coi. Cửa gì đâu mà bị hư gì mà mở kéo hoài không được gì chứ trời vậy. Dạ có một số việc là không phải chúng ta có sức mạnh là giải quyết được đâu thầy. Chúng ta phải dùng tới trí não của chúng ta, phải động não lên nha thầy. Để em chỉ cho thầy nè. 15 minutes later. Trời ơi, nghe em nói hay lắm mà sao 15 phút trôi qua rồi em cũng chưa mở được cái cửa này vậy zombie? Dạ tại bị lỗi kỹ thuật thôi thầy, hồi nãy em mở ra được rồi đó mà thầy không để ý á. Em mở ra được một chút xíu rồi. Đó bây giờ em làm tiếp cho thế nào cũng làm được rồi, từ đây tới ngày mai thế nào cũng tìm ra được nguyên lý hoạt động của nó. Bây giờ em sẽ đứng bên này. Đó, nắm nem kéo. Đó, thầy thấy chưa? Em chắc chắn là em sẽ làm được mà. Rồi. Dạ. Thấy rồi, thầy thấy em chưa? Được. Trời, em chỉ ăn mai thôi, 10 lần thì em chỉ làm được một lần thôi. Rồi, đi xuống mấy cái hầm này là chuẩn bị là xuống lỗ nữa nè. Thầy hãy vui lên đi thầy ơi, thầy đừng có buồn, thầy đừng có là mất niềm tin vào cuộc sống nữa. Em nói cái này là thầy vui lên liền nè. Thầy sắp được gặp quái vật đầu chó. Thầy vui không thầy? Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tôi vui. Trời ơi, nghe em nói thầy vui quá trời quá đất luôn. Thầy vui xíu nữa là thầy đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi đó. Chơi quái vật đầu chó mà nó làm như là được gặp người nổi tiếng cái gì mà vui. Tưởng đâu à, thất vọng, ai ngờ làm thầy tuyệt vọng luôn rồi. Giờ thầy là nói dây điện nha thầy. Ủa, dây điện này đâu phải dây điện chiều 1, chiều 2 đâu mà nói được ta. Này là dây điện cầm đi mà, đâu có nói vô mấy cây này được đâu. Bây giờ làm sao? Trời ơi. Có khi là thầy vừa nói xong là nó đã mở một cái cánh cửa bí mật nào đó thầy. Mở cánh cửa bí mật thì nó phải có âm thanh chứ. Đâu có nghe cái âm thanh nào đâu. Rồi giờ không biết đi đâu luôn á. Để em hỏi quái vật đầu chó nha thầy. Rồi, không biết hả? Không biết thì nằm đi. Rồi bây giờ sẽ lục tung thùng rác tìm xét em yêu. Tìm manh mối trong những cái thùng này. Để coi. Không có, dù chỉ là cái nịch luôn á mấy đứa. Bó tay chấm cơm luôn để gắn dây điện vô. Trời ơi nè, đi trên này nè. Đó, bên đây nè, mình đu lên nè. Nãy giờ không thấy, mấy đứa không chỉ thầy. Em thấy là em chết queo luôn á thầy. Nãy giờ thầy kêu kiếm ở dưới, em kiếm dưới em đâu nhìn lên trên này đâu. Chứ phải gái là em nhìn rồi. Manh mối thì em đâu có chịu nhìn đâu. Gái em mới chịu nhìn thôi à. Rồi, ơi sao trời, sao nhảy lên hoài không được ta. Chắc thầy già cả rồi. Trời ơi, không phải là thầy già cả đâu thầy. Mà tại vì thầy hơi non. Được rồi, để thầy làm lại thầy chứng minh cho mấy em là thầy không có non đâu nè. Nè, thấy chưa, thầy lên đây được rồi nè. Ủa, người lên đây làm gì trên này? Em đâu biết đâu, thầy kêu thầy lên chảnh thì tụi em đâu có cản thầy được đâu. Chắc chắn là trên đó có manh mối gì chứ. Chứ tự nhiên nhảy lên trên đó làm chi. Để thầy làm lại. Thầy leo lên chảnh lại. Đó, lên. Yêu. Dạ, ơi trời. Thế. Để em lên chó nhanh thầy ơi. Thầy lên lâu quá, biết chừng nào mới qua được cửa ải này. Rồi, lấy điện xong chập vô đây. Hình như là chập vô đây. Rồi, bây giờ lấy điện cái nữa. Rồi xong nó tắt luôn. Rồi, gắn vô. Rồi nó tắt nữa. Để cho em múa lửa hoài biết chừng nào xong. Thầy nhảy từ bên kia mà thầy bò qua bên đây luôn nè. Hồi nãy phải bò qua bên này được rồi, đâu cần phải mà chạy tới chạy lui đâu. Rồi bây giờ sẽ lấy điện. Ê, lấy điện. Rồi xong cái buông tay ra coi làm cái gì vậy. Rồi gắn vô trên này. Rồi chúng ta sẽ đánh đu lên. Kết nối nguồn điện là đi thôi.
Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? S.O.S. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao hoài không được vậy ta? Có khi nào bị lỗi không mấy đứa? Trời, vô tới đây rồi còn bị lỗi nữa là kỳ lắm á nha. Ơi được rồi nè. Trời, thầy tưởng đâu bị lỗi rồi chứ. Ok. Đây là đâu còn ta là ai? Ê, tới nè thầy ơi. Tới rồi, tới công chuyện nữa rồi. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu vào thử thách quái vật đầu chó. Không biết lần này là con mommy lông lách nó có ra đây nó coi mình chơi nữa không mấy đứa? Dạ chắc là có rồi thầy ơi. Tại vì nó là ban giám khảo mà, tập nào nó không ra. Rồi tới cuối cùng nó là nhân vật chính luôn. Rồi coi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha. Coi nó nói gì đây. Mở đèn. Mở đèn, tắt đèn. Tắt đèn là mình được di chuyển. Rồi tắt đèn là được di chuyển, mà mở đèn không được di chuyển. Giống như là Squid Game vậy đúng không? Dạ đúng như vậy á thầy. Squid Game là có con búp bê, còn bên này là có quái vật đầu chó. Thầy mà phạm lực một cái là nó quất thầy liền. Đó kìa, nó kìa thầy. Trời, ai lại suy nghĩ ra cái ý tưởng mà tạo ra con sâu đầu chó này ghê vậy? Cho mấy đứa là... Ôi trời, nó kìa. Rồi đứa nào thích không? Thầy tặng cho về làm gói ôm. Tối ôm vô rồi nó tha mấy đứa đi luôn. À, thì ra mày chọn cái chết. Hồi sớm á thầy mở đèn mà mình còn sợ nữa. Bây giờ tắt đèn mà bắt mình đi, sao mình lấy đường mình đi? Rồi, lông lách nó xuất hiện rồi kìa thầy. Còn lông lách đó, nó chuyên gia là nó đi, nó hù mình đó mấy đứa. Nó chơi vậy mà nó chơi được á. Mày mốt đừng có xuất hiện nữa nha. Đừng có cho tôi chơi những cái trò chơi này nữa nha. Chơi không vui rồi đó. Thầy cứ bình tĩnh, tự tin và bước tiếp nha thầy. Thầy cứ suy nghĩ là mình đang chơi trò chơi mạo hiểm là chọc chó ở Việt Nam á thầy. Đừng sợ gì hết trơn. Hello. Xin tiếng Việt. Trời ơi, không có ai mà đi chọc con chó mà bự như vậy hết trơn á. Rồi, tối là được đi đúng không? Tối là được đi sáng. Ôi, dừng lại. Đó, bây giờ sao mà cắn được tôi nữa. Chạy mấy đứa ơi. Ngài. Phương hướng ở đâu vậy? Canh theo mấy cái vòng đen phát sáng á thầy. Chúng ta vượt qua khỏi cái chỗ này là được. 1, 2, 3. Lên đi ơi, lên. Cố lên đi ơi, cố lên. Rồi. Trước khi em chơi em có coi ai chơi không vậy zombie? Dạ không thầy ơi, lúc mà em đang chơi á là cái game này mới vừa ra. Không có ai hướng dẫn chơi trơn á thầy ơi. Đi thẳng đi thầy. Ôi cái này nó còn căng hơn Squid Game nữa nè mấy đứa ơi. Rồi. Khi thầy thất bại thầy đừng buồn. Hãy quay lưng lại vì phía sau của thầy vẫn còn một con chó. Thầy, con chó này nó không được thân thiện cho lắm nha. Thầy không dám quay lại nhìn mặt nó luôn á. Giọt. Lẹ. Trời ơi sao mà dưới này nó khó đi quá vậy. Muốn lấy giải thưởng mấy trăm triệu đô thầy phải vượt qua được thử thách này chứ. Rồi giọt thầy ơi. Ủa sao tôi thua vậy? Coi chừng đập đầu cho ông cống quá thầy. Rồi phía trước có ba cái lỗ kìa. Giờ chui vô cái lỗ nào đây? Cái đó là tin vào quyết định của thầy đi thầy. Thầy suy nghĩ đi, vô lỗ nào cũng được hết trơn á thầy ơi. Được rồi, quyết định là không quay lại nha. Rồi. Bây giờ mình đang ở gần cái lỗ này nhất. Thì mình chui xuống cái lỗ này. Đâu rồi. Cái lỗ đâu rồi? Trời ơi, cái lỗ kế bên mà thầy còn chạy ra ngoài nữa. Mấy bạn ơi, cầu nguyện cho tay qua nạn khỏi đi mấy bạn ơi. Chui vô lỗ đi thầy. Hay quá thầy ơi, cái lỗ này. Rồi, ngừng lại. Gần ra được ngoài rồi. Quẹo khúc cua này là chúng ta sẽ ra ngoài được rồi mấy đứa ơi. Quẹo. Rồi, ra ngoài. Ủa, trời ơi. Quẹo phải rồi, quẹo trái rồi, giờ quẹo phải nữa hả? Được rồi. Giờ quẹo phải cái nữa là ra đúng không? Ra chưa? Ê, giờ quẹo phải hay là quẹo trái đây? Theo em nghĩ là mình nên quẹo trái đi thầy. Quẹo trái đi thầy. Ôi, cái vàng trời ơi, tưởng gì. Còn ra ngoài rồi, có ánh sáng rồi. Ê, đừng cút. Toàn thật rồi bố em. Trời ơi đi, sao mà chui vô đường cục vậy? Quay ra đi, lẹ đi ra. Trời ơi trời ơi. Khóc đi con ơi. Con này khóc. Lần này mà có cho tiền thầy cũng không dám chui vô cái lỗ đó nữa. Bây giờ thầy sẽ chui vô cái lỗ easy nè, cái lỗ ngắn nhất nè. Trời đất ơi, hồi nãy không chịu đọc chữ, chui vô cái lỗ dài thòn luôn. Lúc nào cái con cà hó nó cũng đi sau lưng mình hết trơn á thầy. Mình có sai lầm là không bao giờ được quay trở lại đâu. Rồi thầy đi đâu rồi thầy ơi? Đừng có la, để cho tôi nghe nhạc. Tôi không thấy đèn thì cho tôi nghe nhạc đi. Rồi. Đừng ra đâu. Trời ơi, mừng quá. Ủa em tưởng ra là hết rồi chứ thầy. Ra là còn gì ở phía trước nữa kìa. Trời ơi. Khó khăn thì không ai thấy. Chơi dở chút xíu rồi nói này nói kia. Rồi bây giờ thầy phải nhảy qua. Ui,
Đừng di chuyển nha. Hình như là phía trước có chỗ đánh đu làm tạc găng đó thầy ơi. Lẹ lên di chuyển qua bên đó đi thầy ơi. Ôi kẹt 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 kẹt. Ôi ôi sao lần này nó nhanh quá vậy. Rất may mắn là nó không có quy định về thời gian. Chúng ta muốn đi nhiều đi, đừng có di chuyển khi nó mở đèn là được rồi. Tới rồi tới rồi. Cố lên thầy ơi, tụi em tin thầy á thầy ơi. Đi xa lắm rồi đó, lần này mà bị cạp đầu giờ đi trở lại là em nản luôn á thầy ơi. Được rồi, tất cả hãy đặt lòng tin vào thầy. Gần tới rồi, chúng ta chuẩn bị đánh đu lên được rồi. Rồi chuẩn bị chưa, tắt đèn là lên nha. 1, 2, 3. Rồi đu. Baby said no. Baby said no. Ê, lên nhiều. Được rồi, thành công rồi. Mừng quá. Vậy là chúng ta đã thành công vượt qua cửa ải thứ ba rồi thầy ơi, xuống lỗ thôi. Rồi, thầy nhảy nhiều quá nên bây giờ nhân vật bị choáng rồi thầy. Đi thôi. Rồi cái này là đánh đu nha thầy, cái này là đánh đu chứ không phải nhảy xuống nha thầy. Nhảy xuống là bay màu á thầy ơi. Thầy biết rồi, thầy chỉ coi cái lỗ này sâu hôm thôi ạ. Rồi bây giờ đánh đu qua đúng không? Một phát một cái gì? 1, 2, 3. Nó ok, quá dữ. Rồi tiếp tục cuộc hành trình thôi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Rồi, cái gì vậy? Chúng ta sẽ đi khám phá tiếp coi bên trong này. Rồi, trời đất ơi, cái con quỷ lông lét lên đó, đào mấy cái lỗ siêu to khủng lồ luôn nè. Ôi, chút nữa lọt dưới không? Nó cười quá trời luôn rồi thầy, tự nhiên á thấy thầy nhảy qua đó nó cười quá trời luôn. Thầy có bận nguồn cách không? Tào lao quá à, nó làm gì hết chứ đâu phải nó cười thầy đâu, nó nói gì quá trời quá đất luôn rồi kìa. Lần này vô đây đánh đu hơi bị nhiều luôn á mấy đứa ơi. Có khi nào hồi té rồi đứt ruột luôn không vậy? Trời khó lên quá à. Trời ơi, khó thiệt luôn á. Đường phía trước còn bao chông gai. Ôi thầy ơi, em không nhìn thấy phía trước luôn á thầy ơi. Sương mù quá à. Có khi nào bước vô đó gặp nó không thầy? Trời ơi, thôi đi ra thầy ơi. Ôi ghê quá thầy ơi. À đây cái lỗ này. Em tưởng đâu đi đường đó chứ. Thầy đã nói rồi mà, nó đâu có hướng dẫn đâu. Có cái lỗ nào thì chui vô hết đi là sẽ ra được à. Rồi bây giờ chúng ta ra tới công chuyện luôn. Trời đất ơi, thì phải đu lên nữa. Thầy không hiểu là cái công ty này nó rộng cỡ nào luôn á mấy đứa. Chắc nó rộng như nhà có ốc ghi vậy. Rồi tới trò chơi gì nữa nè mấy đứa ơi. Cái gì là quay 90 độ, 80 độ gì nè. Bây giờ là cái này là sao đây? Chắc cái này chơi vòng quay may mắn đó thầy. Mình quay trúng 90 độ thì mình sẽ được ra ngoài. Còn mình quay hụt 90 độ mình sẽ được lên thiên đàng. Rồi bây giờ thầy bấm nút đi rồi nó sẽ đưa thầy đi. Để thầy chỉnh nha mấy đứa. Rồi thầy chỉnh cho nó di chuyển nè. Mình muốn đi đâu là mình bấm là nó di chuyển qua tới đó. Rồi bây giờ thầy sẽ đi nha. Đánh đu mà thầy còn đánh đu được mà. Nhảy này nhậm nhò gì. 1, 2, 3. Xin vĩnh biệt. Trời ơi, nãy thầy tưởng đâu nó chỉ chúng ta kỹ năng mới là kỹ năng nhảy. Ai ngờ đâu nhảy xuống cái kiếp sau mới làm lại được lần nữa. Hỏi gì đây? Dây chuyền sản xuất cái gì đây nè mấy đứa ơi? Con mèo này. Thấy con mèo không? Con gì thấy ghê quá à, cho nó nằm dưới này luôn đi. Trời ơi, cái gì nó gớt xuống rồi mấy đứa ơi? À, đây là dây chuyền sản xuất đồ chơi. Là cái dây chuyền này nó đang bị lỗi á thầy. Nó giờ thầy phải chỉnh cho nó chạy sao mà nó không bị rớt nữa. Trời ơi, nó rớt quá trời quá đất luôn. Nhưng mà mình không lấy được. Nó chạy xuống đây nó rớt xuống nè thầy. Bây giờ thầy chỉnh sao cho nó đừng rớt nữa thầy. Nè, ấn mấy cái nút này nè nó. Rồi bây giờ cái dây chuyền chỗ này nó bị gãy rồi sao? Nó lọt dưới rồi kìa mấy đứa. Ê, nó lọt dưới chưa rồi? Để thầy bấm cái nút này thử. Nó lọt dưới nó đâu có qua mình được. À, lụm được rồi. Trời đất ơi, tưởng gì. À, là thì ra là chúng ta lấy cái con đồ chơi đó thôi đúng không? Ủa mà lấy cái con đồ chơi đó để làm gì ta? Em cũng không biết nữa. Em tưởng đâu là chúng ta nối lại cái dây chuyền sản xuất này thì nó cho chúng ta đi chứ. Ai ngờ đâu là mục đích là nó đưa cho chúng ta cái đồ chơi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh qua một cái hướng của cánh cửa khác nha thầy. Lần trước á là mình sản xuất ra đồ chơi, mình mở vô cánh cửa là triệu hồi Hugi ra. Lần này nó cũng đưa cho mình đồ chơi, có khi nào con lông lách đó nó ra nó gượt chúng ta không mới được. Dạ chắc là vậy rồi đó thầy ơi, thầy cẩn thận nha. Con quái vật cuối cùng vẫn là nó đó thầy. Thầy sẽ đối đầu với nó rồi mới ra ngoài được á. Rồi, trời ơi làm thầy sợ quá, thầy bắn bấm tụt bậy luôn rồi. Bây giờ phải cho nó quay qua bên này mới được.
quay qua bên cái cánh cửa nhỏ bên này. Quay lẹ đi, trời ơi, cái này mất thời gian thiệt luôn á. Lẹ. Nhanh lên. Rồi, ok, đúng rồi. Thầy chuẩn bị tâm lý để chạy chứ thầy, chứ em là em chạy trước nghe thầy. Chơi là không có chạy, mà chạy là phải đợi thầy với nha. Trời ơi, không chơi chạy mình nha, thầy ở trong công ty này là thầy chết luôn á. Rồi, tới rồi đó, chuẩn bị nè, chuẩn bị cánh cửa mở ra nè mấy đứa. Rồi, chui lỗ chó tiếp luôn. Cái gì vậy trời, sao chui lỗ này hoài vậy ta? Tính ra mấy cái đường này mà chui vô á thầy, mà đứa nào nó chui vô chung với mình là mệt lắm á thầy, nên mình phải lắp cánh cửa lại. Đó. Rồi giờ chúng ta đã bị mất phương hướng rồi, không biết mình đang ở đâu trên cuộc đời này luôn. Rồi tất cả tránh ra để thầy thể hiện kỹ năng nha. 1, 2, 3. Rồi sẽ lấy nguồn điện. Hay quá thầy ơi, kỹ năng của thầy rất là thượng thừa luôn. Rồi ơi, có nguồn điện để mở cái này nè thầy. À đây là điện xanh mà. Điện xanh là thầy phải lấy cái bàn tay màu xanh. Phải không, giờ lấy cái đây. Rồi chậm một bước rồi, làm lại nha. Chậm một bước rồi mấy đứa ơi. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. Xuống đi anh ơi. Ủa sao kỳ vậy ta, chạm vô cái nào nó mới xuống mấy đứa. Cái này nó xuống kìa. À kìa. Ê. Rồi lấy được điện rồi. Rồi qua đây gắn đây đúng không? Ok luôn. Mở cửa được cơ quan rồi. Chúng ta đã mở được cánh cửa rồi mấy đứa. Chúng ta đã tới tới chỗ cũ. Thầy ơi em hiểu rồi thầy ơi, bây giờ chúng ta phải lấy nguồn điện ở bên này nè. Đó, thầy lấy đi em chỉ cho. Lấy nguồn điện màu xanh này trước. Rồi, thầy lấy thầy. Rồi, xong thầy qua thầy gắn qua bên kia. Đó, thầy gắn ở đây. Rồi, nó đã mở cửa cơ quan, thầy hãy nhanh chân. Thầy lấy nguồn điện bên này. Và thầy nói qua bên phía hai cây này. Và thầy nói vô đây. Đó. Trời đất ơi, hồi nãy giờ thầy đi vòng nửa tiếng luôn á. Trời, chú Bi hay quá ta. Bữa nay biết chỉ thầy luôn hả. Rồi bây giờ chúng ta đi đâu nữa đây. Nó mở cửa rồi, giờ đi đâu nữa đây. Lần này khó thiệt luôn á. Nó mà ra phải ai, trời. Cái gì vậy. Hết hồn hết vía. Đang nói đạo lý à. Trời ơi, gì đây. Ê, cái gì vậy? Hết hồn. Đâu chơi chạy xuống vậy bà nói. Ê, không chơi vậy nha. Đã chơi gì chơi hù khung báo trước là sao, đừng có lại đây nữa mà. Ê, trời ơi, lọt xuống giờ không có leo lên được mấy đứa à. Mấy đứa ơi, cô dạy mấy đứa ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mở cửa ra đi, nó đếm gì kìa. Trời ơi, chạy xuống chạy kịp. Quẹo trái, chạy thẳng. Quẹo phải thầy ơi, rồi đường cụt luôn. Rồi em không biết gì nha, thầy tự chạy ra đi thầy ơi. Trời ơi, trời kỳ, chỉ gì kỳ vậy. Giờ chạy sao, giờ quay trở lại gặp nó nè. Rồi, em đừng có chỉ gì nữa hết trơn á, trời ơi. Rồi, cái này là nãy chỗ mình xuống mà. Rồi giờ sao đây, giờ sao đây, đâu có thấy đường nào đâu đi. Trời ơi, cái gì vậy. Đâu, đường đi là trời ơi. Đi tiếp đi. Rồi vậy đi đâu nữa? Ở chỗ này nhìn quen lắm á. Để em chỉ đường nữa cho thầy. Đi thẳng đi thầy. Quẹo phải lộn chui vô cái lỗ đi thầy. Chui vô đi. Đúng rồi thầy ơi. Rồi bây giờ thầy đã bị kẹt ở trong này rồi. Ủa mắc cái gì hồi nãy không chạy luôn đi. Quẹo vô chui vô cái lỗ này chứ vậy. Trời ơi, nhìn cái lỗ thấy ghê còn chui vô trong này nữa. Trời ơi, đường cục rồi. Ây da. Ui ơi, con đường này còn khó chạy hơn cái đường của Hugi nữa mấy đứa. Chắc cái lỗ này nhỏ nó chui vô không được đâu thầy ơi. Bình tĩnh đi thầy ơi, từ tự tin tập trung và đừng cay cú thầy ơi. Có đường nào trống thì thầy cứ chạy hết đi. Rồi thầy chạy vô đường cục luôn cái gì rồi. Chúc mừng thầy luôn. Nãy tưởng đâu là thất vọng, ai ngờ giờ tuyệt vọng luôn rồi nè. Giờ đi đường nào, có đường nào đâu đi. Hình như là chúng ta phải đi đường băng truyền đó rồi. Chúng ta thấy đường cục, thật ra thì không phải đó là đường cục, mà đó chỉ là cục đường và chúng ta không thể đi được nữa thôi thầy. Đó, thầy đừng có tuyệt vọng. À, trời ơi, cái cây này nè, hồi nãy giờ thầy không chịu mở lên. Cái cây bên này mà mở cửa bên kia mới ghê á. Rồi, bây giờ thấy cái này thấy quen rồi đó. Thấy giống chuẩn bị Hugi gượt rồi đó. Gì vậy? Gì vậy ta? À, xuống lỗ. Rồi, déo luôn. Xuống đây rồi đói luôn. Gì vậy? À đây, chúng ta mở cửa này lên mấy đứa ơi. Ủa, gì kì vậy? Cây này bị liệt rồi. Vậy là không phải đường đó. Chúng ta sẽ đi đường này. Đó,
Mà đường này đó. Ôi đường này có mở cửa rồi ơi. Cái gì vậy? Wow, trong cánh cửa có một cánh cửa. Nghe tiếng mở cửa giống như là chơi game ma Việt Nam vậy thầy. Rồi, quá trời cái con tắc này luôn rồi, biết đường đâu bật. Bốn cái lận. Hình như là cái này phải bật theo thứ tự á thầy. Mình vô đây đâu có cái manh mối nào đâu mà bật theo thứ tự. Nè, bật theo màu sắc cái gì nè. Chờ em xíu, em sẽ đi xung quanh đây để em kiếm manh mối cho thầy. Đó, trong cái thùng này có không? Đây có không? Em sẽ chọn màu xanh. Số 1. Rồi, đó, thấy không? Rồi, màu xanh da trời số 2. Rồi, xong, sai luôn. Cái này số 1. Phải không ta? Sao dây điện gì mà gối nùi? Đu lên đây này thầy ơi, chứ không phải đi đường đó. Ủa? Ê, gì vậy? Trời, manh mối chứ gì nữa. Để thầy lên cho anh thầy coi coi có gì giúp ích được cho chúng ta không nha. Bay 2 kìa. Đó, rồi giờ để thầy bay lên cho anh. Dấu. Đó, ê, không buông tay được, không buông tay được. Phải dịn luôn mấy đứa ơi. Rồi, số 2 kìa. Số 2 là dây điện màu xanh. Nè, thấy không? Số 3 là dây điện màu xanh lá cây. Số 1 là dây điện màu đỏ. 3 là màu xanh lá cây, 1 đỏ, 3 xanh lá cây, 2 xanh da trời. Rồi cuối cùng là số 4 là màu vàng. Ok. Rồi, để bật số 1 nè. Số 2 là màu nào ta? Số 2 là màu này. Số 3 là màu này. Đó, số 4 là cái này. Phải không? À, trời ơi, tư duy của Conan mấy đứa ơi. Vậy là cánh cửa giải thoát đã được mở ra rồi ha, ha. Rồi sao trong này nhìn nó giống như là cái chỗ khai thác vàng quá vậy. Rồi quá trời quá đất luôn. Ê, rồi Tới nữa rồi mấy đứa ơi, chết tôi rồi. Rồi xong rồi xong tôi rồi. No. Rồi nó ngược thiệt, nó lần này nó ngược thiệt của mấy đứa ơi. Ê, chết tiệt, cái con mummy lông lách chết tiệt này. Tại sao nó lại nhảy xuống mà nó không thông báo cho thầy biết trước nữa. Trời ơi, thầy chạy đâu có kịp đâu, nên thầy cũng không biết là phải né ở đâu nữa. Rồi, bây giờ chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, thì chúng ta sẽ đu lên trên đó càng nhanh càng tốt nha. Bây giờ thầy sẽ kiếm coi có cái gì đập nó được không. Chúng ta đập nó rồi chúng ta chạy. Trong 36 kế chạy vẫn là thử sách thử. Tính ra là chúng ta vẫn còn may mắn lắm mấy đứa ơi. Rồi, hên quá, nó nhìn ở dưới con, nó không nhìn ở trên. Hồi nãy nó đi vô đường đó đó thầy, thầy đi vô trọng nữa, thầy gặp nó tiếp á. Chắc là nó chỉ hù mình một lần thôi, chứ nó đâu hù hoài. Chúng ta còn phải khám phá tiếp mà. Dạ thầy, tự tin vậy thì thầy đi trước đi, tụi em đi sau, có gì tụi em chạy trước thầy. Đó, thầy nói mấy đứa tin chưa, bây giờ chúng ta đã bước qua một cái căn phòng mới rồi nè. Rồi, tiếp tục là cái chương trình lấy điện. Ủa, ai, gắn điện vô trong này. Ủa gì đây mấy đứa? Ê, thầy ơi, trời trái công ty rồi thầy ơi. Ủa không phải, chỗ này là chỗ luyện tiên đơn rồi thầy ơi. Thầy vô đây thầy luyện tiên đơn đi. Cái này vô là bay màu luôn chứ luyện tiên đơn gì. Trời ơi, suối bậy quá à. Rồi, nó tắt rồi. Cái chỗ này nó làm gì vậy ta? Em thấy giống như là cái lò rèn hay gì á thầy ơi. Để tạo ra cái công cụ và thiết bị cho cái công ty này á thầy. Là cái lò rèn sao? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó đây mấy đứa? Bó tay chấm cơm. Ủa cái gì vậy? Ở dưới này có gì đây? Có thể là chúng ta sẽ chế tạo ra một cái thanh kiếm từ cái lò rèn này để tiêu diệt mummy lông lách đó thầy. Được rồi, thầy sẽ chế tạo cho em một cái thanh kiếm để em đi tiêu diệt mummy lông lách nha. Còn thầy không dám đi đâu, em đi mình được rồi. Ủa cái gì này thầy ơi? Hình như là cái bánh răng đó thầy ơi. Rồi, vậy là chúng ta đã lượm được cái bánh răng rồi đúng không? Thì là có công mài sắt có ngày lên kim. Bây giờ chúng ta sẽ đi mài cái bánh răng đó thành cây kim để tiêu diệt mummy lông lách. Hình như hồi nãy thầy nhìn thấy trên này có một cái chỗ đặt bánh răng đó mấy đứa ơi. Đây. Nè phải không? Ê, đúng rồi nè. Rồi giờ làm gì nữa? Lấy nguồn điện đi thầy ơi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy nguồn điện để hoạt động cái máy này. Rồi hoạt động đi. Rồi bên trong nó sẽ chế tạo ra một cái thanh kiếm để chúng ta tiêu diệt mummy lông lách. Yeah, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi. Lẹ để mummy lông lách tới. Trời, hồi hộp quá thầy ơi. Thanh kiếm chúng ta sắp xuất hiện rồi. Thanh kiếm của chúng ta xuất hiện rồi thầy ơi.
À thì ra là chế tạo ra một cái bánh răng hả? Thầy biết nó để đâu rồi mấy đứa ơi. Đây chỗ này còn thiếu cái bánh răng nè. Hợp lý luôn. Mở cửa thôi. Hơi. Đường về nhà thì gần bên ta, chẳng có đâu mà xa. Về nhà tới mấy đứa ơi. Yeah. Rồi chúng ta đã đi qua. Ê nữa kệ rồi. Trời. Sao bây giờ nó xuất hiện ở đây nữa mấy đứa? Thầy tưởng đâu nó đi vô rồi chứ. Ê ê ê, mở cửa đây trời. Cháy lên. Ôi nó cười rồi mấy đứa ơi, nó cười đáng sợ quá. Hên là thầy vận dụng được kỹ năng á. Thôi để thầy kéo cái cửa này lại luôn. Kéo cái cửa này thầy liền tiên đơn ở trong này luôn. Không cho nó vô đâu. Ừ, quá nguy hiểm. Hên là thầy nhanh tay lẹ chân, nếu không thôi là bay màu rồi. Trời ơi, mừng quá thầy ơi, an toàn rồi thầy ơi. Hình như là nhạc bắt rồi đó, là nó đi ra chỗ khác rồi. Ui, công nhận là thầy nhanh thiệt. Rồi giờ mình kẹt cái trong này luôn hả thầy? Ủa? Tụi nào kẹt đây luôn chứ. Rồi lần này là đường về nhà là còn hơi xa đó nha mấy đứa. Không biết là nó có nhảy ra nữa không nha. Hết rồi. Rồi về thôi. Về thôi. Lên đường. Chạy tới dưới nữa kìa. Sao lần nào nó cũng có đứng ở đây chơi vậy. Chạy mấy đứa, đưa cái tay luôn kìa. Ôi. Rồi nó bên cái đường này lại luôn rồi. Vậy sao chạy. Rồi tôi ơi. Chạy đâu. Chạy đâu? Ê, lộn đường. Sao đi? À, đây. Cô thầy ơi, cứu. Không thấy đường chạy, rồi. Trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi, thầy ơi. Chuẩn bị làm lại, thầy ơi. Chuẩn bị nha, em đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3, kéo. Quẹo phải. Chạy đi. Tăng tốc 100 km đi. Rồi lên. Không có sự sai lầm gì ở đây cả. Chúng ta phải cố gắng lên. Đi. Chạy lên. Nhanh. Rồi quá luôn. Ừ, hay lắm. Chạy đi. Chạy. Rồi. Bây giờ chúng ta tới đâu rồi? Ờ, bây giờ phải làm sao? Đấy, kéo cái cần này xuống rồi đi đó. Kéo cái cần này xuống. Trời, mừng quá mấy đứa ơi, cuối cùng chúng ta cũng đã thoát ra được bên ngoài rồi. Rồi, lẹ, bàn tay màu xanh. Mở cửa. Ôi, dễ. Rồi, nó đuổi tới kìa. Lẹ lên. Trời ơi, lẹ. Rồi, nó bị kẹt xuống nữa. Cứu thầy ơi. Ê, cái gì đây, bật lên luôn. Rồi, mày chết chết mày rồi con ơi. Mày bị kẹt trong cái trong cái máy đó rồi. Rồi, à, mày dính ở đó rồi. Rồi, năn nỉ thầy đi, thì tắt cho. Không được, tắt rồi nó nhai đầu mình nữa. Đứng đó đi con gái ơi. Ê, nó dướng cái giò. Tại vì nó dài quá nên nó dướng tùm lum hết trơn kìa mấy đứa. Tại dướng đi, đúng rồi. Rồi, sắp đi rồi. Sắp đứt chuột rồi. Rồi, đứt rồi. Đứt kia làm hai luôn rồi mấy đứa ơi. Ha ha. Rồi, cái gì vậy? Ui, chùm cối hả? Ê, trời ơi. Nó kéo đi rồi kìa mấy đứa ơi. Nhìn ghê quá vậy. Vậy là mummy lông lách này nó không phải là chùm cối á thầy. Chùm cối là cái con nhìn nhọn như gì á. Nhìn ghê quá à. Thầy cũng không biết nữa, nhưng mà trước mắt là chúng ta đã tiêu diệt được mummy lông nách rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái phòng trò chơi và thoát khỏi đây bằng tàu lửa thôi. Yeah, cuối cùng chúng ta cũng đã quay trở lại được cái phòng
Ủa, hình như là còn thiếu á. Thiếu Bobby nữa thầy. Hen, hồi sớm giàu quên. Rồi Bobby của chúng ta đâu rồi mấy đứa? Chúng ta trở về cùng với Bobby luôn được không? Ở dưới này còn căn phòng điều khiển đó thầy ơi. Trời ơi, quá trời cái nút điều khiển luôn nè. Ơi, cái gì đây? Chắc này là mấy cái manh mối nữa nè thầy ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động nha. Ủa, khởi động đâu được đâu. Trời đất ơi, này là gì mà. Ê, trời, Bobby nó đứng trên này hồi nãy giờ luôn nè. Vậy mà không thấy. Đây là những cái gợi ý cho chúng ta nè thầy. Đây là những con số. Đó, 3, 1, 2, 4. Mã code đó thầy. Rồi, đi về thôi Bobby ơi. Thử thách 6 ngày 6 đêm bị nhốt trong công ty Bobby Lifetime. Bây giờ được thả trở về. Let's go. Tưởng đâu là chúng ta mãi mãi bị nhốt trong công ty này luôn mà chứ. Khi trở về nhà đó, thầy sẽ đăng tớp tớp. Thầy nói cho mọi người biết về cái công ty Bobby Lifetime này. Phía trong này có rất là nhiều điều bí ẩn và đáng sợ. Nên đừng có ai chơi đồ chơi hoặc là đi vô công ty này nữa. Nhưng mà tại tính tò mò của con người nên thầy không có cấm mọi người đi vô công ty này được đâu. Người ta cũng sẽ tự tìm vô công ty này thôi thầy ơi. Bây giờ chúng ta đã được giải thoát rồi, chúng ta quay trở về thôi. Dựa theo những thông tin chúng ta đã thu thập được trên suốt quãng đường vừa qua thì chúng ta sẽ áp dụng vô cái con tàu này để chúng ta quay trở về. Đó, chọn đúng vị trí, chọn đúng màu và chọn đúng số thứ tự thì chúng ta sẽ được giọt về thôi. Đây là những thông tin chúng ta đã thu thập được. Đó, màu sắc nè. Rồi phía bên kia là mã code nữa thầy. Đây mã code đây, 3, 1, 2, 4. Rồi chọn số thứ tự kia đúng rồi, chọn màu đúng rồi. Bây giờ nhập mã code thôi, 3, 1, 2, 4. Rồi, đúng rồi thầy ơi, bây giờ chúng ta lên đường về thôi. Kìa, lên đường về thôi chứ. Gì vậy, xe lửa còn thiếu 20 cái bánh xe hả? Gì kỳ anh, xong cho em về đi chứ. Hình như là kéo cái này nè mấy đứa ơi, kéo cái màu vàng này nè. Ủa, à rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khởi hành thôi, lên đường thôi. Chuyến xe buýt, ô lộn, chuyến xe lửa bình an sẽ đưa chúng ta về nhà thôi mấy đứa ơi. Cảm ơn tất cả mấy đứa đã đồng hành cùng thầy và tất cả các bạn trong thời gian mà thầy và các bạn bị nhốt trong công ty Lifetime nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở về nhà một cách thật là an toàn thế nào. Ủa mà thầy có biết chạy tàu lửa không thầy? Yên tâm đi, tàu lửa này nó chỉ chạy trên đường ray thôi, với nó chạy chậm lắm, không có sao đâu.